Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 39. Trước mặt Dương Diệp cùng Ninh Thược Dược chính là con gấu to lớn màu đen. Thân thể con gấu quá lớn, hai người Dương Diệp cùng Ninh Thược Dược còn không lớn bằng bắp chân của nó. Một lão giả và một thanh niên nhảy ra khỏi vai con gấu, lúc nhìn thấy Ninh Thược Dược, hai trong mắt hai người biến thành lạnh giá. Lúc Ninh Thược Dược nhìn thấy hai người này, sắc mặt nàng hơi trầm xuống. Lão giả nhanh chóng cười nói. Thược Dược, người không có việc gì là tốt rồi, làm cho nhị thúc và đường ca sợ muốn chết. Hừ, đám người Thiên Ma Tông đúng là to gan lớn mật, lại dám đánh chủ ý lên ngươi, ngươi yên tâm, đợi tí nữa nhị thúc sẽ xả ác khí giúp ngươi. Ân, người này là ai? Ánh mắt lão giả nhìn lên người Dương Diệp, hắn là bằng hữu ta kết giao tại Nam Vực. Ninh Thược Dược nói. Nhị thúc, phụ thân ta đâu? Ánh mắt lão giả cũng rời khỏi người Dương Diệp, sau đó hắn thấp giọng thở dài, nói. Phụ thân ngươi vì cứu ngươi, trên đường bị cường giả Thiên Ma Tông ma hy phục, hiện tại bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ân, hiện tại nhị thúc tạm thay trước gia chủ. Tốt, không nói những việc này, chúng ta quay về Đinh gia giờ đi, yên tâm, có nhị thúc ở đây, không ai có thể gây tổn thương tới ngươi. Nghe đến lão giả lời nói, Đinh Thực Dược bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, liếc mắt nhìn lão giả, trầm mặc một hồi, nói. Nhị thúc, ta vốn cho rằng, cho dù ngươi muốn đoạt được vị trí gia chủ, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn cấu kết ngoại nhân như vậy. Nhưng mà ta vẫn đánh giá cao chỉ số thông minh của ngươi, vì địa vị của mình, ngươi cũng dám vi phạm tổ huấn Đinh gia, một mình cấu kết ngoại nhân, mưu đồ Đinh gia, ngươi sẽ không sợ lão tổ trấn áp hồn phách của ngươi trong liệt dương động trọn đời không được siêu sinh sao? Ninh Thực Dược, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên bên cạnh lão giả tức giận nói. Lão giả khoát khoát tay, nói. Thực Dược, người vẫn thông minh hơn người, nhị thúc cũng không muốn giấu giếm ngươi. Hiện tại, người ngoan ngoãn đi cùng nhị thúc, hay nhị thúc giết ngươi? Nói thực ra, nhị thúc cũng không muốn giết ngươi, bởi vì đại bộ phận sản nghiệp Đinh gia đều cần ngươi quản lý, nhưng mà không có biện pháp, ngươi không nên nói toạc ra. Ai, vì sao ngươi không giả ngu một lần? Phụ thân ta như thế nào? Ninh Thực Dược hỏi. Yên tâm, chết không được. Ta không nghĩ tới hắn có thể trèo chống quay trở lại Đinh gia, ta vẫn đánh giá thấp hắn. Hiện tại hắn trở lại Đinh gia, ta không làm gì được hắn, nhưng hắn lại không hiểu vấn đề, ha ha. Lão giả cười khoái ý. Phụ thân, nam kia làm sao bây giờ? Lúc này, tên thanh niên nói một câu. Lão giả nhìn sang Dương Diệp, nói. Hắn đã nghe được việc không nên nghe, nên đưa hắn đi chết đi. Một đạo kiếm quang hiện ra, một đầu người bay lên cao. Đầu người, đương nhiên không phải là của Dương Diệp. Một kiếm chém bay đầu tên thanh niên, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn ôm lấy Đinh Thược Dược biến mất tại chỗ. Lúc này trong nội tâm Dương Diệp rất biệt khuất, bởi vì hắn dám khẳng định, nữ nhân này đã đoán chắc hẳn sẽ ra tay, hơn nữa sẽ cứu nàng. Nói thực ra, hắn rất không thích bị người ta tính toán, nhưng mà không có biện pháp, hắn không thể không cứu nữ nhân này, bởi vì từ lời của hai người, hắn biết rõ, nếu như không cứu nữ nhân này, cái gọi là Đinh gia, khả năng sẽ rơi vào tay của lão giả kia. Mà lão giả này, rõ ràng đã là một đám với đám người Thiên Ma Tông, thậm chí lão giả này có khả năng đã đầu nhập vào La Tuấn. Cho nên, hắn nhất định phải cứu nữ nhân này, bằng không thì, một khi lão giả này thành công khống chế Đinh gia có khả năng sẽ lập tức tiến vào vòng tay của La Tuấn. Dương Diệp cảm thấy, nữ nhân này cố ý nói chuyện như vậy, cố ý cho hắn biết tình cảnh Đinh gia hiện tại. Tâm cơ thật sâu, Dương Diệp không rét mà run. Bên cạnh đống lửa, lão giả vẫn ngây người nhìn thi thể của thanh niên, sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt của lão giả đỏ thẫm, lão giả gào thét như dã thú bị thương. Tiểu tiện nhân, tạp chủng, Đinh tượng ta nhất định sẽ giết các ngươi. A hát a hát a hát a hát. Dương Diệp đã chạy hơn trăm dặm vẫn nghe thấy tiếng giống giận dữ kia, lắc đầu, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía nữ tử trong ngực, nói. Ngươi có đắc ý hay không? Ngươi không phải có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh sao? Tại sao phải chạy? Đinh Thược Dược hỏi. Khóe miệng Dương Diệp co rút, thò tay đập vào mông của Đinh Thược Dược một cái, hắn tức giận nói. Đó là cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đấy, bên cạnh hắn còn có một đầu huyền thú tôn giai. Ta thì sao? Ta mới là linh giả cảnh nhị phẩm, người cho rằng ta là vô địch. Chừng cái gì mà chừng?
ngươi tin ta hiện tại nhét người vào nơi hoang sơn dã lĩnh hay sao? Đinh Thược Dược nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, bộ ngực sữa nhập phồng lên xuống, hiển nhiên, Dương Diệp lúc trước đập bờ mông của nàng đã chọc nàng giận dữ. Dương Diệp biến sắc, nói. Thật vui vẻ, ngươi đừng chừng ta, không phải ngươi rất thông minh sao? Nhanh nghĩ biện pháp, bằng không ngươi có khả năng sẽ chết tại nơi này. Đầu tiên nói trước, đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta sẽ vứt bỏ ngươi, sau đó ta sẽ chạy trốn khỏi chết. Ninh Thược Dược vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nàng không nói lời nào, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp im lặng, nữ nhân này quật cường có thể sánh ngang Vũ Tịch. Ngươi có muốn cứu phụ thân ngươi không? Dương Diệp nói. Vứt bỏ ngươi, ta có 8 phần nắm chắc chạy đi, nếu như ngươi bị ta vứt bỏ, ngươi có mấy thành nắm chắc thoát khỏi. Nếu như không có 1 thành, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Đinh Thược Dược dễ nhìn hơn một chút, nói. Giết hắn, đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Dương Diệp nói. Ngươi đi giết. Nếu như ngươi giết hắn, ta đại biểu Đinh gia hứa hẹn với ngươi, sẽ kết minh với Đại Tần Đế Quốc và Huyền Thú Đế Quốc đối kháng La Tuấn. Nếu như chúng ta kết minh, trừ phi La Tuấn đạt được Kiền Khôn Đồ, bằng không quân đội bình thường của Đỉnh Hán Đế Quốc sẽ không tới được Nam Vực, bởi vì tất cả quân hạm tại Loạn Ma Hải đều bị Đinh gia ta khống chế. Đinh Thược Dược nói, ta phải tin tưởng ngươi thế nào? Dương Diệp động tâm, bởi vì nếu như nữ nhân này nói là thật, như vậy không thể nghi ngờ đã cắt đứt viện quân của La Tuấn, chỉ bằng phệ hồn quân đoàn của La Tuấn, muốn thống nhất Nam Vực là chuyện hoang đường viễn vông. Tuy hắn có chút không tin nữ nhân này quá thông minh, hắn không cẩn thận sẽ bị nữ nhân này bán đi. La Tuấn đã đối với ra tay với Đinh gia ta, suýt nữa giết ta và phụ thân ta, ngươi cảm thấy nếu phụ thân ta cầm quyền, Đinh gia ta có khả năng đầu nhập vào hắn sao? Đinh Thược Dược nói, điểm này còn chưa đủ. Một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không thể nói phục ta, như vậy thật có lỗi, ta chỉ có thể để ngươi lại nơi này. Dương Diệp có thể cứu nữ nhân này, nhưng hắn không muốn bị đối phương lợi dụng, cho nên, nữ nhân này không đưa ra thành ý thực tế, hắn sẽ không tin đối phương. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta làm thế nào mới được ngươi tin tưởng? Hoặc là nói, ta phải làm như thế nào ngươi mới có thể tin ta? Ninh Thược Dược nói. Dương Diệp nghẹn lời. Tạp trùng, trả mạng cho con ta. Đúng lúc này, không gian sau lưng Dương Diệp kịch liệt chấn động, Đinh Tượng tức giận xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Một thanh cự phủ vạch phá không khí, mang theo một tia sáng chém thẳng vào Dương Diệp, những nơi cự phủ đi qua, không gian bị xé nứt, một khe hở thật dài xuất hiện trên không trung. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, lão gia hỏa này có thực lực thật mạnh, loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Trừ phi hắn hiện tại dùng bí pháp tăng lên tới tôn giả cảnh. Hắn sẽ không dùng bí pháp, bởi vì bí pháp sẽ tiêu hao tánh mạng và tiềm lực của hắn. Tốc độ của cự phủ quá nhanh, cũng khóa chặt khí tức của Dương Diệp căn bản không thể trốn tránh. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia hung ác, cố tay trái khẽ đảo, long cốt kiếm xuất hiện trong tay, huyền khí trong cơ thể không ngừng rót vào long cốt kiếm chém mạnh từ trên xuống dưới. Keng! Một tiếng nổ lớn vang lên, long cốt kiếm trong tay Dương Diệp tiếp xúc với cự phủ, lực phản chấn thật mạnh truyền vào long cốt kiếm, làm cho toàn bộ cánh tay trái Dương Diệp rung động mạnh, ngay sau đó lực lượng thật mạnh truyền thẳng vào ngực Dương Diệp, Đinh Thực Dược đang nằm trong ngực hắn bay rớt ra ngoài, sau khi bay hơn 100 trượng mới dừng lại. Khục! Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn lão già kia, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Tuy hắn đã chém giết cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, thậm chí đã chém giết tôn giả cảnh cửu phẩm, nhưng khi đó hắn dùng bí pháp tăng lên cấp bậc tôn giả cảnh. Hắn đạt tới tôn giả cảnh, bất kể là kiếm ý hay thuần không kiếm, hoặc hắn nắm giữ kiếm vực, uy lực đều gia tăng theo bội số nhân, hơn nữa còn nắm giữ một chút lực lượng không gian, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể chém giết cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm. Hắn cho rằng hắn vẫn chưa đạt tới tôn giả cảnh nhưng vẫn có thể đối kháng với tôn giả cảnh ngũ phẩm. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn sai. Hắn hiện tại không cách nào đối kháng với cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm. Chính mình cần phải nỗ lực gia tăng cảnh giới mới được. Dương Diệp nói thầm trong lòng. Như Mạc Lão nói, cảnh giới mới là căn bản, cảnh giới không tăng lên, kiếm ý cùng kiếm vực và những đạo khí kia, hắn đều không thể phát huy ra uy lực xứng đáng. Cho nên, cảnh giới tăng lên mới là việc cấp bách nhất.
Đối diện với Dương Diệp, Đinh Tượng nhìn thấy Dương Diệp tiếp được một kiếm của mình, trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc, tuy hắn không dùng toàn lực nhưng cũng dùng 7 phần thực lực bản thân. Một linh giả cảnh nhị phẩm như con sâu cái kiến lại tiếp được 7 thành thực lực của mình. Nhưng mà rất nhanh, trong mắt Đinh Tượng bị hung ác thay thế, mặc kệ nam tử trước mắt có lai lịch gì, hắn hiện tại đều phải chết. Thanh niên chết lúc trước là con của hắn. Hắn già mới có con, cho nên hắn vô cùng yêu thương con mình, nghĩ đến đây, Đinh Tượng đã muốn hủy diệt thế giới. Tạp trùng, còn tiểu tiện nhân ngươi nữa, hôm nay lão phu muốn các ngươi sống không bằng chết. Đinh Tượng gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước Dương Diệp, cự phủ trong tay mang theo lực lượng và uy áp đáng sợ chém thẳng vào hai người Dương Diệp. Cự phủ rơi xuống, vô số phủ ảnh xuất hiện và bao phủ phạm vi trăm trượng quanh hai người Dương Diệp. Dưới uy áp đáng sợ của cự phủ, mặt đất phía dưới hai người Dương Diệp sụp xuống. Lúc này, Đinh Tượng đã không lưu thủ, mà là dùng toàn lực. Cảm nhận lực lượng khủng bố tới từ cự phủ, khóe miệng Dương Diệp co rút lại, lão giả này thật sự rất mạnh. Dương Diệp không có lựa chọn dùng long cốt kiếm ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, dùng long cốt kiếm đi ngăn cản, cho dù thân thể của hắn đã có thể so với cường giả tôn gia, hắn khẳng định cũng sẽ bị một kích này đánh gãy cánh tay. Nghĩ đến nữ nhân trong ngực của mình thương lượng làm sao giết người ta, Dương Diệp cũng phải im lặng, hiện tại hai người bọn họ làm sao thoát khỏi lão giả này mới là vấn đề. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nói nhỏ. Kiếm chi lĩnh vực. Khi Dương Diệp dứt lời, thời gian như dừng trôi, phủ ảnh trong phạm vi 10 trượng quanh Dương Diệp dừng lại, cự phủ trong tay Đinh Tượng dừng lại cách đỉnh đầu Dương Diệp vài chục phân nhưng không đánh xuống. Sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, vào thời khắc đối phương dừng lại, Dương Diệp quát. Toái. Nói xong, vô số phủ ảnh biến mất trên không trung. Sắc mặt Đinh Tượng thay đổi, hắn biến mất và xuất hiện cách đó 10 trượng. Hắn kinh hãi nhìn Dương Diệp nói. Kiếm vực, là kiếm vực, ngươi là ai? Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu U kiếm vực xuất hiện sau lưng Dương Diệp, kiếm vũ khẽ múa, Dương Diệp biến mất trong bóng đêm. Kẻ đần mới trở lại trả lời vấn đề của lão giả, bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, chạy trốn mới là chuyện đứng đắn. Hắn không có lãng phí khí lực dùng thuận không kiếm đi đối phó đối phương. Bởi vì hắn lúc này, cho dù dùng thuấn không, chỉ cần đánh không chúng thì không làm được gì, trừ phi hắn đánh lén, bằng không thì sẽ lãng phí huyền khí mà thôi. Kiếm vực, làm sao có thể, kẻ này mới 20 năm tuổi, làm sao có thể kính ngộ kiếm vực. Đinh Tượng ngừng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, nói. Trước kia nghe nói Nam vực từng xuất hiện qua một kiếm hoàng, dường như kiếm hoàng kia lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng lẽ chính là người này? Rất nhanh, trên mặt Đinh Tượng lại bị hung ác thay thế, nói. Mặc kệ ngươi là kiếm hoàng hay là võ thần, lão phu muốn nghiền xương ngươi thành tro. Nói xong, thân hình Đinh Tượng đuổi theo hướng Dương Diệp rời đi. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có kẻ dùng thực lực linh giả cảnh đối kháng tôn giả cảnh. Trong quá trình chạy như điên, Đinh Thược Dược trong ngực nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Hắn rất cường, hơn nữa hắn còn không có thi triển lực lượng không gian, bằng không ta thật sự sẽ vứt bỏ ngươi. Dương Diệp nói, ngươi cũng nhìn thấy tình cảnh của chúng ta hiện tại, giết hắn là không thể nào. Nghĩ biện pháp đi, bằng không thì chúng ta có khả năng bị lão giả này đuổi theo. Đinh Thược Dược trầm mặc một hồi, nói, đi Đinh gia, tuy hắn bây giờ tạm thay quyền tộc trưởng Đinh gia nhưng không dám ra tay với ta quá hiển nhiên. Chỉ cần chúng ta trở lại Đinh gia. Hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình, khi đó chúng ta nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nhưng ngươi phải tăng thêm tốc độ, bằng không với tốc độ của ngươi hiện tại, chúng ta còn chưa ra khỏi Tịch Tĩnh lĩnh sẽ bị hắn đuổi theo. Không thể, chúng ta đi loạn ma hải. Dương Diệp lắc đầu. Vì cái gì? Đinh Thược Dược khó hiểu. Tại loạn ma hải có 3 người đang đợi ta, 3 người kia, mỗi một người đều không kém lão gia hỏa sau lưng kia, hiểu chưa? Dương Diệp nói. La Tuấn phái tới giết người. Đinh Thược Dược hỏi. Đoán đúng. Dương Diệp nói. Nếu như chúng ta ngự kiếm đi loạn ma hải, dùng thực lực của 3 lão giả kia, nhất định có thể phát hiện ta, đến lúc đó, chúng ta sẽ xong đời. Cho nên, ngươi suy nghĩ biện pháp đi. Không có cách nào. Đinh Thược Dược nói. Hiện tại có 2 con đường, một là chúng ta giết Đinh Tượng, 2 là hắn giết chúng ta.
không cần nói hợp tác và thỏa hiệp cái gì đó, ngươi giết đứa con duy nhất của hắn, cho dù ngươi là La Tuấn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên, Kiếm Hoàng, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi giết hắn đi. Vì sao ngươi khẳng định ta có thể giết hắn? Dương Diệp cúi đầu nhìn nữ tử gần trong gang tấc, hắn thật tò mò, dường như nữ nhân này rất có lòng tin vào hắn, thậm chí còn có lòng tin hơn cả hắn. Nếu như một gã huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đã có thể giết ngươi, vậy Dương Diệp ngươi không có khả năng sống đến bây giờ. La Tuấn cũng không có khả năng phái ra ba gã tôn giả cảnh ngoài ngũ phẩm tới đối phó ngươi. Sở dĩ ngươi không giết Đinh Tượng, có hai nguyên nhân đơn giản nhất, một là ngươi không muốn trả giá lớn, mà là ngươi không muốn bạo lộ át chủ bài. Nói đơn giản một chút, chính là ngươi không tín nhiệm ta, đúng không? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược thật sâu, nói. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, bằng không thì, ta cam đoan, dù cho ngươi thông minh như yêu nghiệt, ta cũng có thể giết ngươi. Nghe vậy, gương mặt tái nhợt của Đinh Thược Dược xuất hiện nụ cười, sau đó nói. Hạ thủ nhẹ một chút. Dương Diệp nheo mắt, sau đó cười khổ, nữ nhân này quả nhiên quá thông minh. Hợp tác với loại người này cũng không biết là phúc hay là họa. Không nhớ tới những việc này, bàn tay Dương Diệp vỗ nhẹ vào ót Đinh Thược Dược, sau đó Đinh Thược Dược ngất đi. Dương Diệp lập tức đặt Đinh Thược Dược sang một bên. Vừa vặn an trí Đinh Thược Dược xong, Đinh Tượng đã xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Đinh Tượng thấy Dương Diệp không chạy thì kinh ngạc, nói. Như thế nào, không chạy, chuẩn bị cái chết sao? Đối phương không chạy, nhất định là có nguyên nhân, Đinh Tượng không dám khinh thường, cho nên hắn không ra tay trước. Dương Diệp quay người nhìn Đinh Tượng, lắc đầu, nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không của ngươi lại vào. Không phải chỉ giết con của ngươi sao? Ta thấy người tràn đầy tinh lực, không sinh thêm được sao? Ngươi còn muốn dồn ta vào chỗ chết, lòng dạ hẹp hòi như thế, ta khinh bỉ ngươi. Tạp trùng, đó là đứa con duy nhất của lão phu. Ngươi giết đứa con, duy nhất của lão phu, hôm nay lão phu không giết người, thề không làm người. Đinh Tượng cầm cự phủ trong tay, thân hình khẽ động, hắn hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt lại. Hắn xuất hiện trước mặt của Đinh Tượng, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và quát. Kiếm chi lĩnh vực. Nói xong, thân hình gia tăng tốc độ lao về phía Đinh Tượng. Đinh Tượng biến sắc, hắn không dám xem thường kiếm vực, huyền khí trong cơ thể hắn không ngừng khởi động, cổ tay vung lên, vô số phủ ảnh bao phủ phạm vi trăm trượng, nhưng những phủ ảnh này đều bị lực lượng thần bí đánh tan. Đinh Tượng ngạc nhiên, hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, ba bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị, ba người xuất hiện. Đinh Tượng kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện, ba người này đều là cường giả tôn giả cảnh. Ba người áo đen lao tới, tất cả đều lao nhanh về phía Đinh Tượng. Sắc mặt Đinh Tượng thay đổi, thân thể hắn tránh né nhưng vẫn chậm một ít, dao găm của Tiểu Hồng đã lưu lại rãnh máu thật dài trước ngực Đinh Tượng. Không chung, Đinh Tượng nhìn Dương Diệp như nhìn quái vật, nói. Ba gã cường giả tôn giả cảnh, không, không có khả năng, ngươi, bọn họ xuất hiện như thế nào, không. Không đúng, bọn họ không là người sống, ngươi, ngươi lại có thể điều khiển khôi lỗi cường giả tôn giả cảnh, rốt cuộc ngươi là người nào? Đến hỏi con của ngươi đi. Dương Diệp tâm niệm vừa động, hộp kiếm màu xanh ra trời sau lưng hắn lóe sáng, ngay sau đó bốn thanh kiếm bay thẳng về phía Đinh Tượng. Sau một khắc, bốn chuôi kiếm xé rách không gian bao phủ chung quanh Đinh Tượng. Kiếm quang lóe sáng, sau đó Đinh Tượng kêu la thảm. Thiết! Nghe tiếng kêu thảm thiết. Nội tâm Dương Diệp thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, trong kiếm quang xuất hiện bóng dáng, bóng người kia chính là Đinh Tượng. Toàn thân Đinh Tượng lúc này tràn ngập vết kiếm và máu tươi, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Đinh Tượng chạy ra khỏi kiếm trận, hắn nhìn cũng không nhìn Dương Diệp, trực tiếp xé rách không gian chạy đi thật nhanh. Nhìn thấy cảnh này, bởi vì Dương Diệp tiêu hao nghiêm trọng nên sắc mặt trắng bệch. Lúc này Đinh Tượng vô cùng sợ hãi. Khiếp sợ kiếm hoàng lại có thể khống chế cường giả tôn giả cảnh, đây chính là cường giả tôn giả cảnh đấy. Thiếu niên này đã làm thế nào? Còn nữa, thiếu niên này có bốn thanh đạo khí. Đó là đạo khí đấy, hoảng sợ Dương Diệp bày ra thực lực, nếu như lúc trước không phải hắn hy sinh một kiện huyền giáp thiên giai hạ phẩm, lúc hắn đã sớm bị kiếm quang xé nát thành mảnh nhỏ. Thiếu niên kia thật sự là linh giả cảnh, mà không phải tôn giả cảnh sao? Nghĩ đến bốn chuôi đạo khí lúc trước bày ra uy lực,
Đinh Tượng run rẩy, lúc này trong đầu hắn đã không có suy nghĩ báo thù, ít nhất hiện tại không có. Hiện tại hắn chỉ muốn trốn, trốn càng nhanh càng tốt, rời xa yêu nghiệt kia. Đúng lúc này, một đoạn mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mi tâm của Đinh Tượng, sau đó tại Đinh Tượng mở to mắt nhìn chằm chằm, mi tâm của hắn đã bị đâm thủng. Làm sao có thể ta, không, cam, tâm. Đinh Tượng đến chết vẫn không cam lòng, hắn lại chết trong tay một linh giả cảnh. Xa xa, nhìn thấy Đinh Tượng đã chết, Dương Diệp vung tay lên, hắn thu ba người Tiểu Hồng vào trong tiểu tuyển qua, sau đó hắn té xuống đất, trong mắt đầy đắng chát. Lúc này đây, hắn thật sự tiêu hao quá nghiêm trọng. Hiện tại, hắn đã không còn chút khí lực động ngón tay. Đầu óc cũng hỗn loạn, dường như có ai đó dùng côn gõ vào đầu của hắn. Hắn vốn cho rằng ba gã cường giả tôn giả cảnh và kiếm trận cùng kiếm vực là đủ giết đối phương, nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp thực lực cường giả tôn hát giả cảnh ngũ phẩm, mặc dù trọng thương đối phương, nhưng đối phương vẫn còn thừa lực chạy trốn. Hắn có thể cho đối phương đào tẩu sao? Đương nhiên không thể, đối phương biết rõ bí mật của hắn, nếu để cho đối phương đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Còn nữa, hắn cũng không muốn thả hổ về rừng. Lực này không thể giết đối phương. Lần sau đối phương có chuẩn bị, hắn muốn xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát đối phương là việc không thể nào. Trong tình huống lúc ấy, ba người Tiểu Hồng không kịp đuổi giết đối phương. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể động dụng thuấn không kiếm. Hắn lại vận dụng thuấn không kiếm, hậu quả đã rút sạch tất cả huyền khí trong người, thiếu chút nữa hắn đã bị rút thành người khô. Hắn tiêu hao huyền khí nghiêm trọng, thân thể tổn hại cực lớn, hắn hiện tại chỉ có thể chuyển động đôi mắt. Toàn bộ thân thể như không thuộc về hắn. Đúng lúc này, Đinh Thược Dược mở mắt ra. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Dương Diệp nằm cách đó không xa, nhìn thấy Dương Diệp nằm trên mặt đất, Đinh Thược Dược cau mày, chẳng lẽ Dương Diệp đã chết? Rất nhanh, nàng phát hiện Dương Diệp còn thở, nội tâm của nàng thả lỏng không ít. Dương Diệp còn có thở, như vậy kẻ chết chính là Đinh Tượng. Đinh Thược Dược chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi về phía Dương Diệp. Cảm nhận được Đinh Thược Dược đến gần mình, trong lòng Dương Diệp căng thẳng, mình bây giờ rất thảm hại, nếu nữ tử này ra tay với mình, hắn làm sao ngăn cản. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, vừa rồi nên ra tay trọng điểm. Dương Diệp mắng mình một tiếng, tuy cảm giác nữ nhân này sẽ không ra tay với hắn, hắn lại không muốn mạng của mình nằm trong tay kẻ khác. Thật đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Đinh Thược Dược đi đến bên người Dương Diệp, sau đó ngồi xổm xuống, dò xét Dương Diệp, nói. Người bị thương rất nghiêm trọng. Dương Diệp. Đinh Thược Dược chống cằm, đôi mắt cứ nhìn Dương Diệp, nói. Tuy ta không biết người dùng biện pháp gì giết Đinh Tượng, nhưng mà không thể không nói, người rất không mạnh. La Tuấn có địch nhân như ngươi là bất hạnh của hắn. Ân, ngươi nhìn ta như thế là muốn nói gì với ta sao? Hắn mình bây giờ không có chút huyền khí gì, hắn không thể cầm năng lượng thạch siêu phẩm trong tiểu tuyển qua ra. Dương Diệp rất muốn nói nữ nhân này nên cho hắn năng lượng thạch, hắn phải mau chóng khôi phục huyền khí, sau đó khôi phục thân thể. Nhưng hắn hiện tại không có khí lực nói chuyện, Dương Diệp đã quyết định, về sau không thể dễ dàng tiêu hao hết huyền khí, hắn không muốn cảm nhận cảm. Giác hao hết huyền khí. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vậy ngươi muốn đến đâu? Ngươi không nói ra thì ta làm sao biết người nói cái gì? Ngươi nói ra thì ta mới biết, bằng không, ta cũng không biết phải giúp người làm cái gì, nếu như ta không giúp người làm cái gì, ngươi không thể khôi phục, ngươi không thể khôi phục, nơi này hoang dã như thế, vạn nhất có yêu thú đến, chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên người nói mau đi. Đinh Thược Dược nháy mắt nói. Dương Diệp, ngươi là không có biện pháp nói sao? Đinh Thược Dược lại nói. Thật đáng tiếc, ngươi không có biện pháp nói, ta không có biện pháp giúp ngươi làm cái gì. Đợi tí nữa có yêu thú tới, ta chỉ có thể chạy một mình, ngươi sẽ không trách ta chứ. Ân, ngươi không nói lời thì ta xem như ngươi cam chịu. Trả thù. Dương Diệp hiện tại xem như hiểu ra, nữ nhân này tuyệt đối đang trả thù vì mình đánh mông nàng lúc trước. Bằng không với trí tuệ của nữ nhân này, làm sao không nhìn ra mình hiện tại đã tiêu hao quá độ. Cần đại lượng linh khí để khôi phục thân thể. Cái gì gọi là trừng mắt tất báo, Dương Diệp hiện tại xem như hiểu rồi. Đinh Thược Dược vươn tay nắm gò má của Dương Diệp, nàng cười nói. Đừng trừng ta, không phải người lúc trước rất uy phong sao? Người uy phong cho ta xem một chút, ân, lại trừng ta,
ngươi có tin ta chôn sống ngươi hay không? Một đời kiếm hoàng, nếu như bị chôn sống, khẳng định rất biệt khuất nha. Dương Diệp bây giờ có cảm giác gì? Hắn chỉ biết rằng, nếu như hắn hiện tại khôi phục thực lực, chuyện thứ nhất muốn làm chính là đánh sưng mông của nữ nhân này. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu bị người ta sỉ nhục như thế. Ninh Thược Dược buông gò má Dương Diệp ra, sau đó nói. Đừng chừng, muốn chôn sống người, ta đã sớm chôn sống người. Cũng không muốn sỉ nhục ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ lúc nào cũng phải tôn trọng người khác, đặc biệt là một nữ nhân, hiểu chưa? Ta biết rõ ngươi đánh nơi đó của ta là vì xúc động nhất thời, mà không phải cố ý, nhưng mà ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Nghĩ đến ngươi cũng không có, bằng không thì ngươi cũng không biểu hiện tệ như vậy. Dương Diệp. Ninh Thược Dược xuất ra một khối cực phẩm năng lượng đặt trong tay Dương Diệp, sau đó thúc giục khối năng lượng thạch cực phẩm, năng lượng thạch cực phẩm tỏa ra linh khí để Dương Diệp hấp thu. Thấy thế, Dương Diệp thở ra một hơi, liếc mắt nhìn Ninh Thược Dược, thầm nghĩ. Nữ nhân này, thật thú vị. Ánh mắt Ninh Thược Dược nhìn vào thuấn không kiếm lơ lửng bên cạnh Dương Diệp, nội tâm Dương Diệp dùng mình, nữ nhân này sẽ không giết người đoạt bảo chứ. Đáng tiếc hiện tại hắn mặc dù có linh khí hấp thu, nhưng mà quá ít, dựa theo trình độ tiêu hao của thân thể hắn hiện tại, hắn ít nhất cần hấp thu sạch hai khối năng lượng thạch cực phẩm, nói cách khác ít nhất cần một giờ nữa mới có thể khôi phục năng lực hành động. Nếu như nữ nhân này hiện tại sinh ra lòng xấu xa, hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người bây giờ đang nghĩ, ta sẽ giết người đoạt bảo hay không? Nói thực ra, ta có chút động tâm đấy. Đạo khí, cho dù là đinh gia ta cũng chỉ có một kiện đấy. Dương Diệp. Ninh Thược Dược vươn tay cầm thuấn không kiếm trong ánh mắt căng thẳng của Dương Diệp. Nữ nhân này sẽ không thật muốn giết người đoạt bảo chứ? Nữ nhân này là linh giả cảnh, hơn nữa xem bộ dáng thể yếu nhiều bệnh, thực lực của nàng có thể phá phòng ngự của hắn hay không? Nếu nàng cầm thuấn không kiếm đâm chính mình, vậy thì khó nói. Ninh Thược Dược không có lấy thuấn không kiếm đâm Dương Diệp, mà là đặt thuấn không vào trong tay Dương Diệp, sau đó vươn tay nâng Dương Diệp và quay người lại đặt Dương Diệp lên người, nàng cõng Dương Diệp đi xa. Dương Diệp. Ninh Tượng bồi dưỡng một con yêu thú, chính là con gấu lớn lúc trước. Lúc trước Ninh Tượng vì đuổi giết chúng ta, chính mình bỏ lại con gấu, sau đó xé rách không gian đuổi theo chúng ta. Nhưng mà con gấu sẽ ngửi khí tức của Ninh Tượng mà đuổi theo tới đây, cho nên, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, bằng không lát nữa con gấu chạy đến. Hai chúng ta sẽ trở thành bữa tối của nó. Ninh Thược Dược nói. Nghe vậy, Dương Diệp gật gật đầu, cảm thấy nữ nhân này nói có đạo lý, hắn không rõ vì sao nữ nhân này không dùng huyền khí hóa cánh. Phi hành sẽ nhanh hơn đi bộ mà. Làm như biết rõ suy nghĩ của Dương Diệp, Ninh Thược Dược lại nói. Tuy ta đạt tới linh giả cảnh, nhưng vì một ít nguyên nhân, ta lại không thể thúc giục huyền khí, về phần tại sao, sau này lại nói. Dù sao ngươi hiện tại chỉ cần phù hộ con gấu kia ngu ngốc một chút, đừng chạy tới sớm như vậy, bằng không nó biết rõ Đinh Tượng đã chết, nhất định sẽ không để ý tất cả đuổi giết chúng ta, khi đó ngươi chưa khôi phục, ngươi tự biết hậu quả. Dương Diệp trợn mắt, nữ nhân này quả thực đã thành tinh, giống như con giun trong bụng của hắn. Giống. Sau khi hai người rời đi nửa canh giờ, đột nhiên bên trong tịch tĩnh lĩnh bộc phát tiếng giống giận dữ rung động toàn bộ tịch tĩnh lĩnh. Dương Diệp dùng mình, hắn biết rõ, cái con gấu kia đã phát hiện thi thể của Đinh Tượng. Con gấu là yêu thú tôn giai, nó có trí tuệ không kém gì nhân loại, đối phương nhất định sẽ chạy đến. Hắn hiện tại còn nửa canh giờ nửa mới khôi phục, hơn nữa chỉ khôi phục năng lực hành động mà thôi. Rất nhanh, hai người Dương Diệp cảm giác được đất mặt bắt đầu rung động mạnh, Dương Diệp biết rõ, con gấu kia cách bọn họ rất gần. Hô! Ninh Thược Dược thả Dương Diệp xuống. Sau đó thở một hơi thật dài. Lập tức kiếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Nếu như người còn có thể giết con gấu kia, ta gả cho ngươi, như thế nào? Hiện tại, ta thực không muốn chết ở đây. Dương Diệp. Đột nhiên Dương Diệp sinh ra kính ý với nữ nhân này, nữ nhân trước mắt này nói ra những lời như vậy, tuy là ngữ điệu vui đùa nhưng từ trong lời của nàng, dường như nàng không sợ tử vong, chỉ không cam lòng, bằng không cũng không có khả năng nói chuyện với ngữ điệu vui đùa như thế. Đúng, đối với người không sợ chết, Dương Diệp thật sự rất tôn trọng, bởi vì nhiều khi, hắn vô cùng sợ chết. Oanh! Núi rung đất chuyển, một con gấu đen xuất hiện cách bọn họ không xa.
thật muốn chết sao? Ninh Thược Dược nhìn con gấu to lớn như núi, trong mắt không có vẻ sợ hãi, có, chỉ có một tia lưu luyến. Không có chết vì bệnh, nhưng lại chết trong miệng con gấu, nhân sinh đúng là vô thường. Nhưng khá tốt, có người đi cùng, có kiếm hoàng đương đại cùng chết, chính mình xem như được an ủi. Nghĩ vậy, Đinh Thược Dược nhìn sang Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp đối mỉm cười, nói. Gả cho ta, thật có lỗi, ta cũng không dám cưới ngươi. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên. Không gian tù lung. Không gian tù lung. Lúc này có hai giọng nói vang lên, con gấu cứng ngắt tại chỗ, sau đó có vô số hào quang lóe sáng, khi Tiểu Hồng và Tiểu Hắc liên thủ tấn công, con gấu chậm rãi ngã xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Đinh Thược Dược. Oanh! Mặt đất rung động mạnh, con gấu đã chết không thể chết thêm được nữa. Ánh mắt Đinh Thược Dược nhìn lên người Tiểu Hồng và Tiểu Hắc, ánh mắt Đinh Thược Dược lại nhìn lên người Dương Diệp, sau đó nói. Không nghĩ tới bên người Dương công tử lại có hai tiền bối tôn giả cảnh âm thầm bảo hộ, lúc trước Thược Dược đã chế giễu công tử rồi. Nữ tử thật thông minh. Dương Diệp biết rõ, nữ nhân này tuyệt đối đã nhìn ra hai người Tiểu Hồng không phải huyền giả, nhưng nàng rất thông minh, cũng không có vạch trần. Dương Diệp rất may mắn nữ nhân này không có đầu nhập vào La Tuấn, bằng không với trí tuệ của nữ tử này, chỉ sợ tương lai của hắn rất thê thảm. Dương Diệp nói, Đinh cô nương không cần như thế, ta đã bộc lộ bí mật của mình trước mặt Đinh cô nương, như vậy đại biểu ta tín nhiệm Đinh cô nương. Chúng ta muốn hợp tác, cơ bản nhất, phải mọi người cần tín nhiệm đối phương, bằng không còn nói gì nữa. Ngươi nói đúng không? Còn không phải ta sợ ngươi giết người diệt khẩu sao? Đinh Thược Dược nói khẽ. Dương Diệp tức giận, hắn là loại người này sao? Khoan hãy nói việc khác, hắn lúc trước đúng là có suy nghĩ này trong đầu. Chúng ta quay về Đinh ra đi. Đinh Thược Dược nói. Phụ thân ta hôn mê, hôm nay Đinh Tượng lại chết, Đinh ra không có người cầm lái. Nếu như Thiên Ma Tông xâm phạm, Đinh ra rất có thể xuất hiện nội loạn, ta phải chạy trở về chủ trì đại cục Đinh ra. Mà Dương công tử muốn đi tới Trung Vực cũng cần chuẩn bị một phen. Bằng không thì, rất có thể sẽ làm công tử lãng phí vô số thời gian. Dương Diệp gật đầu, nói. Như vậy chúng ta đi thôi. Hiện tại hắn đã khôi phục một ít thực lực, tuy không thể động thủ, nhưng đi đường lại không thành vấn đề. Người cõng ta. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp sững sờ, hắn cho rằng mình nghe lầm, hỏi. Người lặp lại lần nữa. Ta nói người cõng ta. Ninh Thược Dược nói. Ta lúc trước công người, hiện tại đổi cho ngươi. Ngươi nói thẳng người đi không được là đủ rồi. Dương Diệp nói, tuy nữ nhân này là linh giả cảnh, nhưng mà thân thể yếu hơn người thường rất nhiều. Lúc trước nữ nhân này cũng hắn đi một thời gian, nghĩ đến đối phương đã kiệt sức. Dương Diệp cảm thấy tò mò, nữ nhân này đến bị bệnh gì, tại sao thân thể lại yếu như thế? Mặc dù hiếu kỳ nhưng đây không phải vấn đề của hắn, bởi vì hắn không phải thần y. Dương Diệp đi đến trước mặt Đinh Thược Dược, sau đó xoay người, thân thể nửa ngồi. Đinh Thược Dược cũng không nhăn nhó, nàng đứng dậy bò lên lưng Dương Diệp. Ngửi hương thơm của nữ tử trên lưng, cảm thụ được thân thể mềm mại của nữ tử, ngay từ đầu, trong nội tâm Dương Diệp khó tránh khỏi có chút khác thường, nhưng mà hắn nhanh chóng áp chế cảm xúc khác thường này. Nữ nhân trên lưng đáng tôn trọng, hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì một ít việc mà ảnh hưởng tới hai bên hợp tác. Cũng không phải hắn không muốn dẫn ba người Tiểu Hồng cùng đi, Dương Diệp không muốn xảy ra sai lầm, hiện tại bọn họ đã ra khỏi Tịch Tĩnh Lĩnh, nếu như bị người khác phát hiện ba người Tiểu Hồng, khi đó nhất định sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Có thể thể luyện cường giả tôn giả cảnh thành khôi lỗi, đây là át chủ bài của hắn không muốn người khác biết rõ. Hơn nữa, trong nội tâm Dương Diệp cũng quyết định, về sau không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không thả ba người Tiểu Hồng ra ngoài. Bởi vì nếu như chuyện gì đều dựa vào ba người Tiểu Hồng, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không tăng lên. Chính mình mạnh mới là mạnh thật sự, đạo lý kia, Dương Diệp cũng hiểu. Dưới ánh trăng, Dương Diệp lưng cõng nữ tử, ngay từ đầu, Dương Diệp bước chân rất chậm, nhưng mà rất nhanh, tốc độ Dương Diệp càng lúc càng nhanh, ước chừng nửa canh giờ, Dương Diệp đã ngự kiếm bay đi. Lúc trước ngươi nói không dám cưới ta, là vì ta quá thông minh sao? Trên lưng Dương Diệp. Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp khẽ giật mình, không biết tại sao nữ nhân này hỏi như vậy. Hắn lập tức cười nói. Ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng thấy, thông minh đến mức làm ta sợ hãi.
Nói thực ra, nếu như ngươi là địch nhân của ta, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ ngươi. Nhưng khá tốt, chúng ta bây giờ xem như đồng bọn. Hiện tại, nên đau đầu chính là La Tuấn. Trả lời câu hỏi của ta. Đinh Thược Dược nói, ngươi sẽ không thật muốn gả cho ta đấy chứ? Dương Diệp ra vẻ kinh ngạc nói, ta đã có thê tử. Hắn mới không trả lời vấn đề của nữ nhân này và hắn đều là người ích kỷ, nếu như nói bởi vì nàng thông minh mà không cưới nàng, ai biết nàng có tức giận hay không? Hắn cũng không muốn đắc tội nữ nhân này, cũng không phải sợ đối phương, hắn không muốn bị nàng ghi nhớ. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đi xuống đi, đi thêm 10 dặm nữa là ra khỏi Loạn Ma Hải, hiện tại ngự kiểm đi qua, quá rêu rao. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn ngự kiếm đáp xuống mặt đất. Hai người đi một hồi, đột nhiên, một đội nhân mã phía trước đã bay nhanh tới đây, cổ tay Dương Diệp khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện trong tay. Là người Đinh gia ta. Đinh Thược Dược nói khẽ. Đội nhân mã này đã dừng lại trước mặt Dương Diệp mấy trượng, cầm đầu là một lão giả và một gã thanh niên còn cùng một thiếu nữ. Thanh niên vui vẻ khi nhìn thấy Đinh Thược Dược. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Thược Dược nằm trên lưng Dương Diệp thì nụ cười cứng lại, sắc mặt hắn biến thành giận dữ. Ngươi là ai, lại dám cõng biểu muội của ta là người mà ngươi có thể cõng hay sao? Còn không mau thả nàng xuống. Thanh niên nhìn Dương Diệp, hắn tức giận nói. Dương Diệp đang chuẩn bị buông Đinh Thược Dược xuống thì giật mình, đây là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Dương Diệp cải biến chủ ý, không có buông Đinh Thược Dược xuống. Hắn ngược lại xốc hai chân Đinh Thược Dược lên, cố định nàng trên lưng mình, sau đó nói. Ta là phụ thân của ngươi. Phụ thân của mình. Thanh niên sững sờ, sau khi khôi phục tinh thần, thanh niên kia giận tím mặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt hắn, trường kiếm trực chỉ Dương Diệp, điềm nhiên nói. Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, bởi vì câu nói vừa rồi của ngươi, ngươi, còn thân nhân của ngươi nữa, tóm lại. Tất cả người có liên hệ với người đều phải chết. Đây là cái giá lớn khi ngươi sỉ nhục Tần Hạo ta. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn nam tử kia, hắn thả Đinh Thược Dược xuống, sau đó nói. Ta giết hắn, không có việc gì chứ. Kỳ thật, hắn không phải một người thị sát khát máu, nhưng mà nhiều khi, hắn không giết cũng phải giết. Lúc trước nam tử này nhìn thấy hắn cõng Đinh Thược Dược, trong mắt nam tử kia đã có sát ý. Dương Diệp không ngốc. Đương nhiên hắn biết rõ nam nhân này vì cái gì có sát ý với mình, đơn giản là bởi vì Đinh Thược Dược mà thôi. Hắn và Đinh Thược Dược không có gì, nhưng mà hắn không muốn giải thích, bởi vì việc này chỉ tự rước lấy nhục, hơn nữa, tại sao hắn phải giải thích? Người trước mặt tính là cái gì? Dựa vào cái gì muốn hắn giải thích? Còn nữa, giải thích cũng vô dụng, thế giới này dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nếu đối phương đã muốn giết hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí với đối phương. Sở dĩ không có trực tiếp ra tay giết đối phương, đơn giản vì xem mặt mũi của Đinh Thược Dược mà thôi. Nghe được Dương lời nói, Đinh Thược Dược đang chuẩn bị nói chuyện, Tần Hạo giận quá hóa cười, giành nói. Giết ta, ha ha đúng là buồn cười, tại Loạn Ma Hải này còn có người muốn giết ta. Hảo hảo, đến, ta đứng ở chỗ này, hôm nay nếu ngươi không giết ta, ngươi chính là cháu trai của ta. Dương Diệp nhún va đi với Đinh Thược Dược. Hắn lại thấp giọng thở dài, sau đó đi đến trước mặt Tần Hạo, đưa tay lên tát Tần Hạo một cái, má của Tần Hạo đỏ bừng. Tần Hạo ngơ si ngốc tại chỗ, dù hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới biểu muội ôn nhu hiếu lễ trước mặt lại đánh hắn trước mặt người ngoài, trong lúc nhất thời, đầu óc hắn quay cuồng. Xin lỗi Dương công tử. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Ngươi đánh ta. Sắc mặt Tần Hạo biến thành dữ tợn, hắn gào lên như bệnh tâm thần. Ngươi lại vì một nam nhân đánh ta, Đinh Thược Dược, ta và ngươi có hôn ước đấy, ngươi vậy mà vì một nam nhân khác mà đánh ta, ngươi. 3. Đinh Thược Dược lại tát vào mặt Tần Hạo, giọng nói của Tần Hạo im bặt. Lúc này, nữ tử đi tới bên cạnh Tần Hạo, nhìn thấy đôi má Tần Hạo đỏ bừng, nữ tử kia tức giận nói với Đinh Thược Dược. Biểu tỷ, uổng ca ta chung tình với ngươi, ngươi vậy mà vì một nam nhân đánh hắn, còn bảo hắn xin lỗi. Ngươi đã làm ta thất vọng. Lão giả bên cạnh cau mày, nói. Thược Dược, người làm như vậy có phải có chút? Với tư cách đại bá của Đinh Thược Dược, hắn nhìn Đinh Thược Dược lớn lên, hắn rất hiểu Đinh Thược Dược, biết rõ nàng sẽ không vô cớ làm như vậy.
Nhưng mà Đinh Thược Dược làm việc này trước mặt nhiều người như thế, hoàn toàn không ưu chút tình cảm nào, như vậy là quá phận. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Xem mặt mũi của mợ, người quỳ xuống xin lỗi, ta nguyện ý trả giá lớn bảo vệ tính mạng của ngươi. Nàng điều tra qua Dương Diệp, cho nên nàng rất hiểu tính tình của Dương Diệp. Dựa theo lời của nàng nói, đây là một người có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc tùy tâm mà lại điên cuồng. Tần Hạo có sát ý với Dương Diệp cũng có sát ý với Tần Hạo, người sau lại có thể dễ dàng giết người trước. Trong lòng nàng có chút hối hận trước kia không giải thích trước, tuy nàng cũng biết, giải thích cũng vô dụng. Nam nhân, lúc đối đãi về việc của nữ nhân luôn ích kỷ. Nàng không thể nhìn Tần Hạo chết, không phải nàng có cảm tình gì với Tần Hạo, chỉ bởi vì nàng được mẫu thân Tần Hạo trông nom từ nhỏ đến lớn. Nàng thật sự không muốn nhìn mợ thương tâm, đây là nguyên nhân chủ yếu nàng lập hôn ước với Tần Hạo. Nghe thấy Đinh Thược Dược nói vậy, lão giả cùng nữ tử nao nao, sau đó ánh mắt nhìn lên người Dương Diệp. Hai người bọn họ không ngu, Đinh Thược Dược nói ra lời này, như vậy khẳng định bởi vì nam tử kiếm tu trước mặt. Người trước mặt có lai lịch gì? Vậy mà có thể làm Đinh Thược Dược coi trọng cùng kiêng kỵ như vậy. Đinh Thược Dược, người ít tìm cớ. Tần Hạo giữ tợn nhìn Đinh Thược Dược, nói. Hắn là thế tử của siêu cấp thế gia thì thế nào? Chẳng lẽ Đinh gia cùng ta Tần gia tiên thủ lại sợ hai sao? Người sở dĩ làm như vậy, là vì ngươi vừa ý tên mặt trăng nhỏ này đúng không? Ha ha, ta sớm biết rõ ngươi chướng mắt ta biết rõ ngươi vì mẫu thân của ta mới đáp ứng hôn sự này. Hôm nay người dẫn hắn trở lại, chính là muốn hủy hôn ước đúng không? Trong mắt Đinh Thược Dược hiện ra một tia thất vọng, quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương công tử, giết hắn, không có chút chỗ tốt nào cả, ngược lại sẽ mang tới phiền toái không cần thiết cho ngươi, ngươi. Đinh Thược Dược người im miệng. Đúng lúc này đột nhiên, Tần Hạo phẫn nộ quát. Ngươi không nên không biết xấu hổ, Tần Hạo ta muốn xem, hắn giết ta thế nào. Nói đến đây, Tần Hạo quay người nhìn về phía Dương Diệp, hắn cười dữ tợn, nói. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây, ta đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta đi, nếu hôm nay không giết ta, hoặc là giết không chết ta, mẫu thân của ngươi sẽ bị ta. Oanh! Trong người Dương Diệp bộc phát tia sáng đỏ trực tiếp bao phủ Tần Hạo, người sau im lặng, hai chân mềm nhũn, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Tần Hạo. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Hạo, lão giả trưởng vào kiếm quang, oanh một tiếng, kiếm quang biến mất, lòng bàn tay của lão giả xuất hiện vết máu thật dài. Sắc mặt lão giả lại thay đổi, hắn đường đường cường giả tôn giả cảnh tam phẩm, lại bị một gã huyền giả linh giả cảnh đánh hắn bị thương. Kiếm ý bát trọng, các hạ là ai? Lão giả trầm giọng nói. Lão giả hiện tại hiểu vì sao Đinh Thược Dược lại làm và nói như vậy, người trước mắt có thân phận không đơn giản, ít nhất tuyệt đối sẽ không kém gì Đinh gia. Còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, thế lực sau lưng sẽ yếu sao? Dương Diệp lại động thủ, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay, thấy thế, sắc mặt Đinh Thược Dược biến hóa, thân hình lóe lên, nàng ngăn cản trước mặt Dương Diệp, nàng vừa muốn nói chuyện, mũi kiếm của Dương Diệp đã đặt lên yết hầu của nàng, nói. Ngươi ngăn ta. Có tin ta cũng giết ngươi hay không? Mẫu thân vĩnh viễn là vẩy ngược của hắn, ai sợ ai chết. Đinh Thược Dược khẽ giật mình, lúc này nàng cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương bao phủ thân thể. Nhìn đôi mắt của nam tử trước mặt, nàng biết rõ, hắn không phải đang nói đùa, quả nhiên như nghe đồn, tính cách tàn nhẫn vô tình. Nhưng nàng không thể nhìn Tần Hạo chết ở chỗ này, tuy nàng cũng muốn giết Tần Hạo ngu ngốc, nhưng hắn không thể chết được, bởi vì hắn chết, mợ nhất định sẽ thương tâm. Bàn tay của Đinh Thược Dược khẽ nhúc nhích, một tấm phù lục hiện ra, ngay sau đó ánh sáng màu lam bao phủ Tần Hạo, thân thể đối phương nhanh chóng nhạt đi. Đó là truyền tống phù ngay lập tức. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi tới giết ta đi, giết không chết ta đi. Cậu tạp chủng, không phải ngươi rất quan tâm tới mẫu thân của mình sao? Ngươi yên tâm, lão tử một ngày nào đó sẽ chơi chết nàng trước mặt ngươi, ha ha. Lúc tia sáng màu lam biến mất, giọng nói điên cuồng của Tần Hạo lại vang lên. Nghe vậy, Đinh Thược Dược nắm chặt hai đấm, trong mắt tràn đầy giận dữ, Tần Hạo thật sự ngu xuẩn. Nàng lúc này hận không thể tát Tần Hạo 10 cái. Nếu như không phải hắn là con của mợ,
nàng sẽ đích thân giết loại ngu xuẩn này. Gương mặt của Dương Diệp rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, giống như hắn không nghe thấy Tần Hạo nói gì. Nhưng mà Đinh Thược Dược cảm thấy không ổn, nhưng khá tốt, Dương Diệp không có động thủ, nghĩ đến hắn niệm tình. Nhưng mà sau một khắc, nàng đã cảm thấy sát ý lạnh buốt bao phủ tới mình. Dương Diệp không nói nhảm, tay hắn dùng sức, thuần không kiếm tê đã đâm vào mi tâm của Đinh Thược Dược, nàng trợn mắt nhìn. Hắn thực động thủ. Lúc thuần không kiếm cách mi tâm Đinh Thược Dược chưa đủ nửa tấc, một đạo hào quang màu xanh bao phủ cơ thể Đinh Thược Dược, thuần không kiếm của Dương Diệp hơi dừng lại, sau đó tia sáng đỏ bay ra khỏi cơ thể Dương Diệp, tia sáng màu xanh của Đinh Thược Dược biến mất, nó đã bị kiếm ý bát trọng áp chế xuống, thân thể của nàng nằm co quắp trên mặt đất. Dương Diệp không do dự, cổ tay hơi động, thuần không kiếm tại đâm thẳng vào mi tâm của Đinh Thược Dược. Không gian tù lung. Đúng lúc này, lão giả bên cạnh khôi phục tinh thần, hắn nhìn thấy Dương Diệp muốn giết Đinh Thược Dược, lão giả kinh hãi gần chết, hắn lập tức thi triển thần thông không gian. Thuần không kiếm của Dương Diệp ngừng lại lần nữa, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia hung ác, tay phải xoắn một cái, kiếm ý bành trướng, oanh, không gian tù lung của lão giả lập tức nghiền nát. Lão giả kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, tay phải hóa trưởng tấn công Dương Diệp. Đôi mắt của Dương Diệp nhắm lại, hắn cầm thuấn không kiếm chém ngang lão giả, đồng thời chân phải nâng lên đá mạnh vào bụng của Đinh Thược Dược một cước. Bành! Đinh Thược Dược cong người bay ra xa hơn 10 trượng mới ngừng lại, Đinh Thược Dược lại phun ra một ngụm máu tươi. Keng! Thuần không kiếm của Dương Diệp va chạm với lão giả, xùy một tiếng, thuấn không kiếm xuyên qua lòng bàn tay của lão giả. Nửa cánh tay lão giả mang theo máu tươi bay lên cao. Đạo khí, kiếm ý bát trọng, rốt cuộc ngươi là ai? Lão giả kinh hãi nói. Lần này, lão giả đã khiếp sợ thật sự, tuổi còn nhỏ, không chỉ có được đạo khí, còn lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, người này tuyệt không phải người bình thường. Tần Hạo thật sự ngu xuẩn, vậy mà kéo địch nhân mạnh như vậy cho Đinh gia cùng Tân gia. Dương Diệp không nói nhảm, huyền khí trong cơ thể tiến vào thuấn không kiếm. Thuấn không kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm minh. Tay trái của Dương Diệp cầm chặt thuần không kiếm, sau một khắc, Dương Diệp lại bổ mạnh vào lão giả. Lão giả khó hiểu, ngay sau đó toàn thân hắn lạnh buốt, tóc gáy của hắn dựng đứng. Thân thể lão giả lóe lên rồi biến mất tại chỗ, nhưng vẫn hơi trễ. Một cánh tay của hắn đã lưu lại nơi này. Bên ngoài hơn 10 trưởng trong mắt, lão giả không chỉ có kiêng kỵ, chỉ còn có hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt là yêu nghiệt do thế lực phương nào bồi dưỡng. Chính mình là tôn giả cảnh tam phẩm đấy, hắn suýt nữa bị đối phương chém giết tại chỗ. Thấy không thể chém giết lão giả, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia thất vọng cùng không cam lòng, thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, vừa rồi cưỡng ép vận dụng thuận không kiếm, thiếu chút nữa đã làm huyền khí vừa khôi phục hao sạch sẽ. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể vận dụng thuận không kiếm, bằng không đừng nói giết người. Hắn có thể bình yên rời đi hay không cũng là vấn đề. Dương Diệp quay đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngây người, thấy Dương Diệp nhìn sang, nữ tử run rẩy, rung giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Dương công tử còn chưa hết tức giận sao? Khục! Đúng lúc này, Đinh Thược Dược ôm bụng đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Sắc mặt Đinh Thược Dược lúc này rất tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu tươi, nàng cực kỳ thống khổ. Vì loại người này mà đáp cả tính mạng của mình, đáng giá sao? Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Mẫu thân hắn trông nom ta từ nhỏ đến lớn, mẫu thân hắn đối đãi ta như con gái ruột, ta làm sao có thể nhìn con nàng chết tại đây? Còn nữa, nếu Dương công tử giết hắn, tất nhiên sẽ bị Tần gia đuổi giết, thậm chí Đinh gia ta cũng sẽ tham dự vào trong đó. Ta biết rõ Dương công tử không sợ, nhưng mà Dương cơ dông tử có thể nghĩ tới. Nếu quả thật đến tình trạng đó, chúng ta còn có thể nói chuyện hợp tác hay sao? Hơn nữa, Dương công tử cũng đẩy Đinh gia và Tần gia về hướng La Tuấn, phải biết rằng, nếu như chúng ta và Dương công tử trở thành tử địch, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào La Tuấn mà thôi. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó ật gật đầu, nói. Như vậy các ngươi dựa vào La Tuấn đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Người ở bên ngoài cho rằng Dương Diệp chính là một mãng phu. Một tên điên không rõ đầu đuôi. Bởi vì hắn không hiểu thỏa hiệp, không hiểu biến báo, giống như lúc trước, nếu như hắn không ra tay với Tần Hạo, chỉ cần nhịn một chút, như vậy hắn có thể đủ đạt được minh hữu như Đinh gia, cũng không cần trở mặt với Đinh gia. Đổi lại bất cứ người nào,
99% đều sẽ lựa chọn nhỏ không nhìn sẽ bị loạn đại mưu. Nhưng mà Dương Diệp không có, hắn lựa chọn chu sát Tần Hạo. Bởi vì hắn là Dương Diệp, đối với Dương Diệp mà nói, tâm mình nghĩ thế nào thì làm như thế đó, mà hắn lúc ấy chỉ nghĩ giết đối phương. Tại sao phải vì người khác mà ủy khuất chính mình? Về phần Đinh gia và Tần gia gì đó đầu nhập vào La Tuấn, với hắn mà nói, thực không phải chuyện trọng yếu. Hắn đối với cái gọi là minh hữu đều ôm thái độ có thì có, không có cũng không sao cả. Bởi vì hắn chỉ tin chính mình, chỉ có thực lực của chính mình mạnh mới là vương đạo. Bằng không thì, cho dù minh hữu nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngươi không thấy Tiêu Giao Tử năm đó một người giết đến tận hoàng cung đỉnh Hán đế quốc. Khi đó Tiêu Giao Tử có minh hữu sao? Không có. Đinh Thược Dược im lặng, nàng biết rõ, Dương Diệp chắc chắn sẽ đi giết Tần Hạo. Mình có thể ngăn cản sao? Có lẽ có thể, nhưng nếu mình lại ngăn cản, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ buông tha cho Đinh gia hay sao? Chẳng lẽ mình và Đinh gia thật sự đầu nhập vào La Tuấn sao? Mà La Tuấn kia có thể trấn áp kiếm hoàng sao? Nếu như trấn ép không được, khi đó Đinh gia sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đinh gia không nên tùy tùng nhân hoàng, nếu không ngày khác sẽ tạo ngộ đại họa ngập trời. Trong đầu Đinh Thược Dược vẫn còn vang lên câu nói của Hiểu Thiên Cơ. Đối với lời của Hiểu Thiên Cơ, nàng vẫn tin, bởi vì một câu của Hiểu Thiên Cơ lúc trước, toàn bộ Đinh gia mới tránh thoát một lần tại họa ngập đầu. Mà lão tố của mình có giao tình sâu nặng với Hiểu Thiên Cơ, đối phương không thể nào lừa gạt Đinh gia. Kể từ đó, nàng thật khó xử, không thể đầu nhập vào La Tuấn, hơn nữa bây giờ lại bất hòa với Dương Diệp. Biểu tỷ, hắn là ai? Thiếu nữ đi đến bên cạnh Đinh Thược Dược, nàng đỡ lấy Đinh Thược Dược, sau đó nói khẽ. Trong mắt Đinh Thược Dược hiện ra một tia phức tạp, sau đó nói. Hắn chính là Kiếm Hoàng, hắn tại Nam Vực còn có một danh xưng, gọi là Kiếm Ma, ta cảm thấy danh xưng này rất phù hợp với hắn. Sau khi tách ra khỏi đám người Đinh Thược Dược, chuyện thứ nhất Dương Diệp cần làm chính là tìm tư liệu của Loạn Ma Hải Vực. Hắn cũng không muốn không biết gì về nơi này. Loạn Ma Hải có rất nhiều hòn đảo, hiện tại chưa thể thống kê tất cả, có hơn 100 vạn hòn đảo trong Loạn Ma Hải. Khu vực Loạn Ma Hải không có huyền thú, có chỉ có hải đi thú. Những hải thú kia phi thường cường đại, chúng sẽ không yếu hơn yêu thú tại yêu vực. Đặc biệt có một ít cự thú biển sâu, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng phải ký chiêm kỵ. Loạn Ma Hải có mấy thế lực lớn, đúng như lời Đinh Thược Dược đã nói, 4 tông môn Thiên Ma Tông và Đinh gia. Còn có Tần gia cùng Diệp gia mạnh nhất. Trong mấy thế lực này lại dùng Đinh gia mạnh nhất, tuy Đinh gia tương đối ít nổi danh, làm chuyện gì cũng không làm tuyệt, sẽ lưu cho người khác một đường, bởi vậy, Đinh gia có thanh danh không tệ trong Loạn Ma Hải. Về phần gia tộc Tần Hạo chính là Tần gia vốn là thế lực tam lưu, chỉ bởi vì Đinh gia nên mới có thể trở thành thế lực nhất lưu tại Loạn Ma Hải. Cho tới nay, bởi vì Tần gia không có xuất hiện thiên tài gì, thế cho nên Tần gia hiện tại càng ngày càng xuống dốc, nếu như không phải có Đinh gia chèo chống, chỉ sợ Tần gia đã sớm bị xóa tên tại Loạn Ma Hải. Sau khi đọc tư liệu về Loạn Ma Hải, Dương Diệp tìm một hòn đảo hoang phế vắng vẻ không người, sau đó lấy ra mấy khối năng lượng thạch siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là phải khôi phục thực lực. Về phần Tần Hạo, hắn còn sợ đối phương chạy sao? Sau khi năng lượng trong năng lượng thạch siêu phẩm rót vào người Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp bắt đầu hồng nhuận phơn phớt. Trong cơ thể, năng lượng hóa thành huyền khí màu tím chảy vào tiểu tuyền qua của Dương Diệp, mà tiểu tuyền qua lại dung nhập huyền khí mùa tím vào tứ chi bách hải của Dương Diệp, chữa trị nội thương trong người của hắn. Thời gian không ngừng trôi qua. Sau khi tiêu hao 3 viên năng lượng thạch siêu phẩm, thương thế trong cơ thể Dương Diệp cơ bản đã khỏi hẳn, huyền khí trong tiểu tuyền qua cũng tràn đầy. Làm cho Dương Diệp bất đắc dĩ là, hắn cảm giác mình sắp đột phá. Nếu như cho hắn thời gian mấy ngày, hắn có lòng tin có thể đột phá đến linh giả cảnh tam phẩm. Nhưng mà, hắn không có nhiều thời gian để tiêu hao như vậy. Thở ra một hơi, Dương Diệp đứng dậy, sau đó thân hình khẽ động, hắn bay thẳng về phương xa. Phương hướng kia, đó là hướng của Tần gia. Tuy hắn không muốn lãng phí thời gian tại Loạn Ma Hải, nhưng mà không giết Tần Hạo. Hắn thật sự không thoải mái. Đinh Thược Dược trở lại Đinh gia, bởi vì Đinh Tượng đã chết, nàng nhanh chóng nắm giữ cả Đinh gia. Sau khi nắm giữ Đinh gia, chuyện thứ nhất Đinh Thược Dược làm chính là dùng thủ đoạn lôi đình thanh trừ thế lực còn sót lại của Đinh Tượng.
Sau khi thanh trừ thế lực còn sót lại của Đinh Thược Dược trở thành người cầm lái Đinh gia chính thức. Sau khi triệt để nắm giữ Đinh gia, Đinh Thược Dược bắt đầu ra tay với các tông môn như Thiên Ma Tông, không đến thời gian nửa ngày, hơn vạn hòn đảo của các đại tông môn như Thiên Ma Tông đều bị quét sạch. Đương nhiên, nguyên nhân do thực lực của Đinh gia rất cường đại, nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là các tông môn Thiên Ma Tông không có thực lực đối kháng Đinh gia. Rất nhanh, Thiên Ma Tông, Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông công khai kết thành liên minh, từ đó Đinh gia cũng thu tay lại. Đinh gia, trong phòng nghị sự của Đinh gia, Đinh Thược Dược ngồi ở thủ tọa, bên cạnh nàng là ba lão giả, còn có một chút nhân vật trọng yếu của Đinh gia. Gia chủ, vì cái gì hiện tại thu tay lại? Đám Thiên Ma Tông trọng thương lão gia chủ, lại giết chết Đinh Tượng trưởng lão, ngay cả gia chủ suýt rơi vào tay của bọn chúng. Thù này không báo, Đinh gia ta làm sao dừng chân trong loạn ma hải? Theo ta thấy, chúng ta nên nhất cổ tác khí giết sạch những tông môn này. Một người trung niên đứng ra, hắn tức giận nói. Ngồi xuống. Lão giả bên cạnh Đinh Thược Dược nhìn chằm chằm vào trung niên kia, nói. Đinh Hải, Thược Dược làm như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng, ngươi giống cái gì? Trung niên tên Đinh Hải bĩu môi, mặc dù trong nội tâm có chút mất hứng, nhưng hắn không dám phản kháng lão giả, hắn chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống. Rất nhanh, lại có mấy người đi ra phụ họa, đề nghị Đinh Thược Dược kết minh cùng Đỉnh Hán Đế Quốc. Chẳng lẽ mọi người quên lời của Hiểu Tiên Sinh sao? Đinh Thược Dược nhìn mọi người, nếu như không có nhìn thấy Dương Diệp, nàng rất có thể sẽ kết minh với Đỉnh Hán Đế Quốc, bởi vì đối với Đinh gia hiện tại mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau khi gặp Dương Diệp, nàng biết rõ, tốt nhất nên lựa chọn làm theo lời của Hiểu Thiên Cơ, bằng không sau này Đinh gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đinh Thược Dược nhìn mọi người, sau đó nói. Ta hơ diểu tâm tình của mọi người, chuyện lần này đối với Đinh gia mà nói là việc nhục nhã, mọi người muốn báo thù, ta rất hiểu. Nhưng mà các vị có nghĩ tới hay không, vì sao đám Thiên Ma Tông thua xa Đinh gia chúng ta, thậm chí còn phải dựa vào nhìn sắc mặt của Đinh gia mà sống, nhưng bây giờ lại dám ra tay với Đinh gia chúng ta. Thược Dược, ý của ngươi là, có người làm chỗ dựa cho các tông môn đó. Lão giả ngăn cản Đinh Hải lúc trước cau mày hỏi. Đinh Thược Dược gật đầu, nói. Nếu như không có người làm chỗ dựa cho bọn họ thêm 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay với Đinh gia. Mà bọn họ đã dám ra tay, như vậy nói cách khác, có thế lực làm chỗ dựa cho bọn họ, nhất định sẽ không dưới Đinh gia, thậm chí còn trên cả Đinh gia. Nếu như chúng ta bây giờ tùy tiện tiếp tục ra tay, như vậy rất có thể sẽ cho đối phương thời cơ lợi dụng, từ đó tạo thành đả kích hủy diệt lên Đinh gia. Mọi người im lặng một hồi, đột nhiên một người nói. Là Đỉnh Hán Đế Quốc. Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến hóa. Tuy Đinh gia là bá chủ của loạn ma hải, nhưng đối với quái vật khổng lồ như Đỉnh Hán Đế Quốc mà nói, chút thế lực của Đinh gia không coi vào đâu. Nếu Đỉnh Hán Đế Quốc thật sự ra tay với Đinh gia sẽ gặp nguy hiểm. Vì sao chúng ta liên minh với Đỉnh Hán Đế Quốc? Một người khác trầm giọng nói. Gia chủ, Nhân Hoàng quật khởi đã thế không thể đỡ, Đinh gia ta thật sự không nên châu chấu đá xe. Ta đề nghị, chúng ta nên chủ động kết minh cùng Đỉnh Hán Đế Quốc, chỉ cần chúng ta nguyện ý, nghĩ đến Đỉnh Hán Đế Quốc sẽ chọn chúng ta, mà không phải đám người Thiên Ma Tông. Ta cảm thấy Đinh Thứ nói có lý. Lại có một trung niên đứng ra, nói. Dĩ vãng, có kết giới biên giới tồn tại, Đinh gia ta không cần quan tâm tới Đỉnh Hán Đế Quốc. Nhưng mà hiện tại, kết giới biên giới bị phá, nếu Đỉnh Hán Đế Quốc có tâm diệt Đinh gia chúng ta, Đinh gia ta lấy cái gì ngăn cản bọn họ? Cho nên, Đinh gia ta nên chủ động tới kết minh, từ đó thân thiện với Đỉnh Hán Đế Quốc thân. Rất nhanh, lại có mấy người đi ra phụ họa, đề nghị Đinh Thược Dược kết minh cùng Đỉnh Hán Đế Quốc. Chẳng lẽ mọi người quên lời của Hiểu Tiên Sinh sao? Đinh Thược Dược nhìn mọi người, nếu như không có nhìn thấy Dương Diệp, nàng rất có thể sẽ kết minh với Đỉnh Hán Đế Quốc, bởi vì đối với Đinh gia hiện tại mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau khi gặp Dương Diệp, nàng biết rõ, tốt nhất nên lựa chọn làm theo lời của Hiểu Thiên Cơ, bằng không sau này Đinh gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đỉnh Hán Đế Quốc rất mạnh, La Tuấn là nhân hoàng đương đại, nhưng có rất nhiều thế gia và tông môn ủng hộ, nhưng mà, Dương Diệp yếu sao? Có lẽ Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc không bằng Đỉnh Hán Đế Quốc, nhưng mà vị yêu hoàng của yêu vực thì sao? Còn có Hiểu Thiên Cơ, dùng trí tuệ cùng năng lực của Hiểu Thiên Cơ,
Nếu như không phải có nhìn chúng năng lực của Dương Diệp, hắn sẽ gả con gái của mình cho Dương Diệp, cũng ủng hộ Dương Diệp sao? Trọng yếu nhất là bản thân Dương Diệp tiềm lực khủng bố như thế, chỉ cần hắn không chết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả như Tiêu Dao Tử. Phải biết rằng, đỉnh Hán đế quốc năm đó quốc lực mạnh hơn hiện tại rất nhiều, nhưng còn không phải bị Tiêu Dao Tử giết đến Hoàng Cung. Đương nhiên, còn có một vấn đề quan trọng, đó chính là phụ thân của nàng suýt chết. Phụ thân nàng bây giờ còn đang hôn mê, tất cả đều là La Tuấn ban tặng, cho nên, nàng sẽ kết minh với đối phương hay sao? Người nơi đây im lặng. Hiểu Thiên Cơ cảnh báo, bọn họ không thể bỏ qua, đây chính là kỳ nhân, năm đó bởi vì một câu của hắn mới có Đinh Gia hiện tại. Lão giả bên cạnh Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Nhà đầu, người quyết định đi, lão phu tin tưởng, người sẽ không đẩy Đinh Gia Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đinh Thược Dược trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Việc này tạm thời như vậy đi, ta còn cần suy nghĩ. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Việc này liên quan tới tương lai của Đinh Gia, bọn họ sẽ không thể qua loa, thật sự cần suy nghĩ thật kỹ. Sau khi mọi người giải tán, Đinh Thược Dược lắc đầu, trong mắt còn hiện ra một tia đắng chát. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, không phải Dương Diệp yêu cầu nàng kết minh, mà là Đinh Gia nàng phải đi theo Dương Diệp, hơn nữa còn đại biểu thế lực hết mình cùng Dương Diệp. Ban đầu nàng có chút tình nghĩa với Dương Diệp, song phương sẽ hợp tác vui sướng, nhưng mà đáng tiếc. Chỉ là bởi vì một người đã đẩy hai bên thành kẻ thù, càng làm cho Đinh Gia Lâm vào cục diện khó xử, Tần Hạo đúng là đáng chết. Nghĩ đến Tần Hạo, bỗng nhiên sắc mặt Đinh Thược Dược biến đổi, nàng quát. Quyền thúc, nhanh thông chi Tần Gia, bảo Tần Hạo ẩn nấp nhanh, không, không cần, đã không kịp, chúng ta đi Tần Gia. Sau khi trở lại Đinh Gia, một loạt công việc đã làm cho nàng sứt đầu mẻ chán, làm nàng quên Tần Hạo. Hiện tại nhớ tới hắn. Nàng mới nghĩ tới một vấn đề, chính là Dương Diệp sẽ buông tha hắn sao? Đáp án là không thể nào. Dùng tính tình của Dương Diệp, hắn 100% sẽ giết Tần Hạo, mà Tần Gia cũng không có cường giả hoàng giả cảnh, có thể đỡ nổi Dương Diệp sao? Tần Gia nằm trên một hòn đảo tại Loạn Ma Hải. Tần Hạo trở lại Tần Gia, vừa nghĩ tới vị hôn thê của chính mình vì nam nhân khác mà đánh mình, hơn nữa còn muốn chính mình quỳ xuống xin lỗi, Tần Hạo tức nổ phổi. Đối với một nam nhân mà nói, đây là việc nhục nhã. Tần Hạo không dám đi gây phiền toái cho Đinh Thược Dược, mặc dù đối phương trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn nhưng mà hắn biết rõ, đối phương muốn đổi ý rất dễ dàng. Hơn nữa một gây chuyện không tốt, đắc tội Đinh gia, khi đó sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho Tần gia. Nhưng hắn không nuốt trôi cơn giận này. Không dám tìm Đinh Thược Dược, nhưng hắn dám gây sự với Dương Diệp, hắn cũng không cần băn khoăn. Sau khi quay về Tần gia, Tần Hạo tìm mẫu thân mình, sau đó ở trước mặt mẫu thân thêm mắm thêm muối việc giữa Đinh Thược Dược cùng Dương Diệp. Mẫu thân Tần Hạo là mỹ phụ khoảng 40, tên là La Thiệu Anh, nàng là cường giả tôn giả cảnh nhất phẩm. Tại Tần gia, loại thực lực này không phải đỉnh cấp. Nhưng bởi vì quan hệ giữa nàng và Đinh Thược Dược, cho nên nàng có địa vị cực cao tại Tần gia, so với phu quân của nàng, địa vị của Tần Hạo còn cao hơn phụ thân của hắn. Nghe Tần Hạo nói xong, La Thiệu Anh nói. Thược Dược do ta nhìn nàng lớn lên, nàng không phải người bạc tình bạc nghĩa, có lẽ ngươi hiểu lầm nàng. Nhưng không sao, ngày mai do ta mang theo ngươi đi tìm nàng giải thích sẽ không sao cả. Về phần nam, hừ kia, hắn dám hạ sát thủ với Hạo Nhi, cho dù hắn là bằng hữu của Thược Dược, ta cũng không buông tha hắn, ta. Mẫu thân, người nọ rất mạnh. Muội muội của Tần Hạo nói. Hắn. Ngay cả Đinh Bá Bá suýt nữa bị hắn giết đấy, hơn nữa hắn chính là Nam Vực Kiếm Hoàng, chúng ta không nên trêu chọc hắn. Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, đối với Dương Diệp, nàng vẫn chưa quên. Dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm, thiếu chút nữa chém giết tôn giả cảnh, đó là việc nàng chưa từng nghe nói qua. Kiếm Hoàng. La Thiệu Anh cau mày, nói. Cái gì Kiếm Hoàng? Thiếu nữ muốn nói cái gì, Tần Hạo lại giành nói. Cái gì Kiếm Hoàng, chỉ là kiếm tu rác rưởi tại Nam Vực. Còn nữa, Tần Liên, ai mới là ca của ngươi? Ca của ngươi bị sỉ nhục như thế, ngươi còn nói chuyện giúp người ngoài, đúng là ăn cây táo, rào cây sung. Thiếu nữ cảm thấy oan ức, còn muốn nói điều gì, La Thiệu Anh lại khoát khoát tay nói. Mặc kệ hắn là ai, dám giết nhi tử của ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thông chi xuống dưới,
bảo nhãn tuyến của Tần gia tra tìm người này, tìm được, lập tức báo cáo. Tần gia ta ít xuất hiện nhiều năm như vậy, hôm nay giết người lập uy. Ta cũng không tin Thược Dược sẽ vì một nam nhân mà trách tội ta. Nghe vậy, Tần Hạo lập tức vui vẻ, có mẫu thân ủng hộ mình, muốn giết tình nhân của Đinh Thược Dược là chuyện ván đã đóng thuyền. Hừ, nam nhân kia không phải rất để ý mẫu thân mình sao? Đến lúc đó chính mình sẽ bắt người nhà của hắn, sau đó sỉ nhục thân nhân hắn trước mặt hắn, xem hắn có vẻ mặt như thế nào. Nghĩ đến hình ảnh này, khóe miệng Tần Hạo lộ ra nụ cười khoái ý. Vào úp này, ba bóng đen lặng lẽ lẻn vào Tần gia. Ngay sau đó, một cường giả tôn giả cảnh tứ phẩm của Tần gia lại chết khó hiểu trong phòng của mình. Dương Diệp cảm giác mình quá nhân từ, hắn muốn giết Tần Hạo, nhưng cũng không có nghĩ sẽ tiêu diệt cả Tần gia. Hắn phái ba người tiểu hồng lẻn vào Tần gia, mục đích chỉ vì tìm Tần Hạo mà thôi. Hắn không nghĩ tới, ba người xông vào gian phòng của một gã cường giả tôn giả cảnh của Tần gia. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể hạ lệnh tiêu diệt đối phương, bởi vì đối phương đã phát hiện ba người tiểu hồng. Rất không trùng hợp là, ba người tiểu hồng lại chủ quan bị bốn tên cường giả tôn giả cảnh khác của Tần gia phát hiện. Sau đó, Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo ba người tiểu hồng ba tiêu diệt bốn gã cường giả tôn giả cảnh kia. Lúc đến Tần gia, Dương Diệp tìm hiểu qua Tần gia có 6 cường giả tôn giả cảnh, tuy phẩm giai đều không cao, người mạnh nhất trong đó chỉ là tôn giả cảnh thất phẩm, nhưng không phải đột phá bình thường. Lúc ba người ám sát cường giả tôn giả cảnh thất phẩm, mặc dù có chút phiền toái, nhưng mà cường giả tôn giả cảnh thất phẩm này vẫn bị ba người và Dương Diệp liên thủ chém giết. Nói cách khác, Tần gia lúc này chỉ có một gã cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp thu ba người tiểu hồng vào trong tiểu tuyên qua, sau đó quang minh chính đại xuất hiện tại Tần gia. Trời có cao đức hiếu sinh, Tần gia, ta chỉ muốn một mình Tần Hạo, giao ra đây, ta lập tức rời đi, nếu không giao, hôm nay ông trời sẽ không có đức hiếu sinh nữa. Giọng nói của Dương Diệp được huyền khí gia trì nên phát ra âm thanh to lớn như sấm sét, người Tần gia đều nghe rõ ràng. Thậm chí có người đến gây phiền toái cho Tần gia. Không biết Tần gia được Đinh gia bảo kê sao? Ai dám ăn gan hùm mật gấu như thế? Có những suy nghĩ như vậy, lại không biết năm cường giả tôn giả cảnh của Tần gia đã chết. Ba người tiểu hồng ám sát rất sắc bén, ba người liên thủ, hơn nữa lại có Dương Diệp dùng Phược Tiên Thằng phụ trợ, giết một gã cường giả tôn giả cảnh chỉ mất thời gian vài giây mà thôi. Cho nên, sau khi Dương Diệp quang minh chính đại xuất hiện tại Tần gia lúc, trừ vài tên cường giả tôn giả cảnh của Tần gia đã chết, đã không có bị người nào khác phát hiện. La Thiệu Anh cùng Tần Hạo cùng Tần Liên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thi thể thị vệ Tần gia nằm dưới chân Dương Diệp, ánh mắt La Thiệu Anh hiện ra một tia hàn quang, mà Tần Hạo cùng Tần Liên lại hoảng sợ, đặc biệt là Tần Liên, nàng không kìm lòng nổi đã lui lại vài bước. Nhìn Dương Diệp lưng cõng hộp kiếm, La Thiệu Anh mặt âm trầm, nói. Tần gia ta vừa muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa đến cửa, cũng tốt. Tránh hạ nhân Tần gia ta lãng phí khí lực. Không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, cũng dám một người giết đến tận Tần gia ta, ân, nghĩ đến ngươi nhất định có chỗ dựa, nhưng ta không có hứng thú nghe, ta. Ngươi đừng nói nhảm. Dương Diệp khoát khoát tay cắt lời lão bà kia, nói. Giao người bên cạnh ngươi cho ta, sau đó ta rời đi. Nếu ngươi không giao, ta sẽ tự mình đoạt. La Thiệu Anh giận quá thành cười, nói. Đoạt, ngươi tới thử xem. Đúng lúc này, một người trung niên đột nhiên đi tới trước mặt La Thiệu Anh, sắc mặt trung niên trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rung giọng nói. Phu nhân, gia chủ và tất cả cường giả tôn giả cảnh của Tần gia đều chết, tất cả đều bị một kiếm phong hầu. La Thiệu Anh đang sững sờ, sau đó đột nhiên quát. Làm sao có thể, ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Ta có thể chứng minh hắn nói đúng. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, thuần không kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nắm thuần không kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Tần Hạo, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một kiếm giết chết người, bởi vì như vậy thật sự quá dễ dàng cho ngươi. Ta cũng không có ham mê tra tấn người khác, nhưng vì ngươi, ta có thể cải biến một chút. Tóm lại, ta sẽ làm cho người cảm thấy, người muốn chết cũng là việc xa xỉ. Nhìn Dương Diệp đi từng bước tới gần, Tần Hạo biến sắc. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. La Thiệu Anh ngăn cản trước mặt Tần Hạo, nhìn Dương Diệp, trong mắt La Thiệu Anh sinh ra một tia kiêng kỵ, nói. Các hạ là ai, chẳng lẽ các hạ không biết,
Tần gia ta có quan hệ với Đinh gia sao? Biết rõ. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó thuận không kiếm trực chỉ Tần Hạo, nói. Đừng nói Đinh gia, cho dù con của ngươi là thái tử của đỉnh Hán đế quốc, ta cũng sẽ giết không tha. Nói xong, Dương Diệp lại chỉ vào La Thiệu Anh, mũi kiếm thuận không kiếm đột nhiên xuất hiện sau gáy La Thiệu Anh, sắc mặt nàng thay đổi, thân hình khẽ động, nàng đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Nhìn lại, đồng tử La Thiệu Anh co rụt kịch liệt, bởi vì kiếm của Dương Diệp hiện tại đang gác lên cổ con nàng. Lúc này Tần Hạo sợ hãi không nhỏ, hai chân phát run, nếu như không phải Dương Diệp cầm kiếm đặt lên cổ hắn, chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất. Bên cạnh, La Thiệu Anh đang chuẩn bị động thủ, Dương Diệp hơi dùng sức, một vài máu tươi lập tức xuất hiện trên lưỡi thuấn không kiếm, nói. Ngươi đừng nhúc nhích, vạn nhất hù ta không cẩn thận cắt đầu con của ngươi đây, chẳng phải như vậy quá dễ dàng cho hắn sao? Thả con của ta, ngươi muốn điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. La Thiệu Anh ngừng tại chỗ, nàng biết rõ, Tần gia lần này trêu chọc người không thể trêu chọc. Thiếu niên trước mắt chỉ là linh giả cảnh, nhưng mà thực lực lại không kém gì tôn giả cảnh. Sau lưng thiên tài như thế làm sao có thể không có thế lực? Hơn nữa, chắc chắn sẽ không phải là tiểu thế lực, nếu không, đối phương cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết mất nhiều cường giả tôn giả cảnh của Tần gia như vậy, hơn nữa còn không sợ Đinh gia. Dương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ của nữ nhân này, hắn đang nghĩ nên tra tấn Tần Hạo như thế nào, đột nhiên phía chân trời xuất hiện vài bóng người. Dương Diệp cau mày, cổ tay hắn khẽ động, một đạo kiếm quang chui vào người Tần Hạo. A hát! Đôi mắt Tần Hạo mở to, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Lại có một đạo kiếm quang hiện lên, một đám kiếm tơ chui vào miệng Tần Hạo, Tần Hạo dừng la hét, bởi vì đầu lưỡi của hắn đã bị cắt đứt, hắn thống khổ cực lớn. Toàn bộ gương mặt của Tần Hạo bắt đầu vặn vẹo, như vậy cũng chưa kết thúc. Dương Diệp đá một cước vào bụng của Tần Hạo chảy nước mắt, bởi vì đan điền của hắn đã tan vỡ. A hát! Bên cạnh, La Thiệu Anh như nổi điên, nàng lao nhanh về phía Dương Diệp. Nhi tử bị người ta phế bỏ trước mặt nàng, nàng không còn cố kỵ hay sợ hãi, trong đầu chỉ có điên cuồng và sát ý. Dù người trước mặt là hoàng đế đỉnh Hán đế quốc, nàng cũng muốn lao tới chém giết. Long cong! Hộp kiếm sau lưng Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm quang chém thẳng về phía La Thiệu Anh, La Thiệu Anh lại xuất trưởng đánh thẳng vào Dương Diệp. Xuy! Huyền kiếm dễ dàng xuyên qua bàn tay La Thiệu Anh, sắc mặt La Thiệu Anh thay đổi, đau đớn dữ dội làm nàng thanh tỉnh một ít, nàng vội vàng thi triển không gian tù lung vây khốn thanh kiếm trước mặt, nhưng đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp lại có kiếm quang phóng lên trời, cũng lao thẳng về phía nàng. Lại là đạo khí! La Thiệu Anh kinh hãi gần chết. Một lão giả xuất hiện trước mặt La Thiệu Anh, lão giả vung tay phải lên, một cổ kình phong quét qua và ngăn cản huyền kiếm trước mặt La Thiệu Anh. Huyền kiếm hơi dừng lại, sau đó kình phong của lão giả bị đánh tan, lão giả ồ một tiếng, sau đó tay phải nắm lại, hắn đấm thẳng vào huyền kiếm của Dương Diệp bay ngược trở về. Ít nhất cũng là tôn giả cảnh ngũ phẩm. Ánh mắt Dương Diệp ngưng trọng, thời điểm hắn chuẩn bị động thủ lần nữa. Giọng nói của Đinh Thược Dược vang lên. Dương công tử, đủ rồi. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn Tần Hạo, nhìn thấy bộ dáng Tần Hạo, Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương công tử, chẳng lẽ cơn giận của người còn chưa tan sao? Không đợi Dương Diệp nói chuyện, nàng lại nói. Ta rất có thành ý, hy vọng có thể hợp tác với Dương công tử và thế lực sau lưng Dương công tử, nhưng Dương công tử ngươi lại không lưu chút tình cảm nào. Chẳng lẽ Dương công tử thực cảm giác mình hỉ nộ nhất thời còn quan trọng hơn có thêm một bằng hữu hay sao? Dương Diệp cười một tiếng, sau đó nói. Ninh cô nương, ta muốn hỏi một câu, ta và Tần Hạo, là ai thêu dệt chuyện trước? Ninh Thược Dược khẽ giật mình. Là hắn nghĩ giết ta trước hay ta muốn giết hắn trước? Dương Diệp lại hỏi. Ninh Thược Dược, là hắn sỉ nhục thân nhân của ta trước hay ta sỉ nhục thân nhân của hắn trước? Dương Diệp lại nói. Hát. Ninh Thược Dược không phản bác được. Dương Diệp nói. Chẳng phải như vậy sao, hắn trêu chọc ta trước, là hắn nghĩ giết ta trước, là hắn sỉ nhục tét trước, mà ta làm chỉ là ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Hay Đinh cô nương cảm thấy, chỉ cho phép hắn giết ta mà không cho phép ta giết hắn? Ninh Thược Dược lại không phản bác được. Dương Diệp lại nói. Ninh cô nương, ta cứu tính mệnh của ngươi. Cõng ngươi đi ra,
nhưng lại bị vị hôn phu của ngươi hiểu lầm. Vị hôn phu của ngươi bởi vì đố kỵ nên có sát tâm với ta, càng mở miệng sỉ nhục mẫu thân của ta, vì sao ngươi không nói hắn không đúng, mà ngược lại luôn nói là Dương Diệp ta gây sự với hôn phu của ngươi khắp nơi. Ngươi làm như vậy là đúng sao? Ninh Thược Dược lắc đầu, nói. Dù sao hắn không có tạo thành tổn thương thực chất lên ngươi, mà ngươi lại tàn sát tất cả cường giả trong gia tộc hắn, càng phế bỏ hắn. Dương Diệp cười lạnh nói. Tổn thương thực chất, nói thực ra, hắn chỉ nhắm vào ta, xem mặt mũi của Đinh cô nương ngươi, ta nhiều lắm chỉ giáo huấn một chút. Nhưng mà hắn ngàn không nên vạn không nên sỉ nhục mẫu thân của ta, nói không khách khí, đừng nói ta và Đinh cô nương ngươi chỉ có giao tình hời hợt, cho dù ngươi là nữ nhân của ta, thân nhân ngươi dám sỉ nhục mẫu thân của ta, ta cũng sẽ giết. Khẩu khí thật là lớn. Lão già ngăn cản thanh kiếm của Dương Diệp lạnh lùng nói. Thực dược, nói nhảm với người này làm gì, dám động tới Tần gia, chẳng khác nào đụng tới Đinh gia ta, nếu không giết người này, về sau gia tộc nào cũng dám đầu nhập vào chúng ta. Hơn nữa việc này còn quan hệ đến thanh danh của ngươi, vị hôn phu của ngươi bị giết, mà ngươi lại không có động tác, việc này sẽ có lời đồn không tốt. Mẫu thân. Đúng lúc này, thiếu nữ Tần Liên kêu lên sợ hãi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cổ của Tần Hạo đã đứt đoạn. Mà làm chuyện này không phải người khác, là La Thiệu Anh. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn vận chuyển huyền khí trong người thật nhanh. La Thiệu Anh chém đứt cổ Tần Hạo, sau đó ôm thi thể Tần Hạo đến trước mặt Đinh Thược Dược. La Thiệu Anh quỳ trước mặt Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược vội vàng đỡ lên nhưng nàng không đứng dậy. Thược Dược, mợ chưa từng cầu qua ngươi chuyện gì, hôm nay mợ cầu ngươi một chuyện, cầu ngươi báo thù thay Tần Hạo. Nói xong, La Thiệu Anh lại dập đầu với Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược vội vàng nói. Mợ, đứng lên rồi nói. Nếu ngươi không đáp ứng, mợ vẫn quỳ xuống. La Thiệu Anh nói, nàng biết rõ, với thực lực của nàng, căn bản đừng nghĩ báo thù, có thể thay báo thù cho con nàng cũng chỉ có Đinh gia. Đinh Thược Dược khe khẽ thở dài, nói. Mợ, ngươi cần gì phải bức ta như thế? Thược Dược, chết là biểu ca của ngươi, cũng là vị hôn phu của ngươi đây, ta biết rõ ngươi không thích hắn, nhưng mà ngươi có thể tuyệt tình như thế sao? La Thiệu Anh thê thảm nói. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Có một tông môn, trong tông môn có 4 vị cường giả hoàng giả cảnh, cường giả tôn giả cảnh gần 40 vị, cường giả linh giả cảnh vô số, tông môn này muốn giết hắn, không chỉ không thành công. Ngược lại bị hắn giết vào tận tông môn, sau đó, cường giả tôn giả cảnh trong tông môn kia chết hơn 10 vị, cường giả linh giả cảnh chết vô số kế, hơn nữa mộ tổ của tông môn này cũng bị hắn phá hủy, mà hắn cuối cùng lại bình yên rời đi. Mợ, người cảm thấy Đinh gia ta có thể giết được hắn sao? La Thiệu Anh sững sờ, lão giả bên cạnh cả kinh, nói. Thược Dược, hắn là kiếm hoàng đương đại. Đinh Thược Dược nói. Còn nữa. Hắn là con rể của Hiểu Tiên Sinh. Sắc mặt lão giả biến hóa, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sát ý trong mắt chậm rãi giảm đi. Không nói việc khác, chỉ thân phận con rể của Hiểu Thiên Cơ, Đinh gia sẽ không ra tay với Dương Diệp. Dương công tử, tức giận của ngươi cũng nên biến mất rồi chứ. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, trong mắt hờ hững. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, sau đó nói. Người đáng chết đã chết, tức giận của ta tự nhiên cũng biến mất. Đinh cô nương, đã nói trước, ta không thích bị người khác tính toán, nếu có một ngày ta phát hiện Đinh cô nương đang tính toán ta, như vậy ta phải xin lỗi. Nói thực ra, ta tức giận, chính ta cũng phải sợ hãi. Dương công tử đang uy hiếp ta sao? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đúng là uy hiếp, Đinh cô nương quá thông minh, nói thực ra, ta vẫn có chút hơi sợ, bởi vì một gây chuyện không tốt. Có khả năng ta sẽ chọc một đống lớn phiền toái, hơn nữa còn không biết vì cái gì có phiền toái. Cho nên, không có biện pháp, chỉ có thể uy hiếp Đinh cô nương. Nhìn dáng vẻ của Đinh cô nương như vậy, dường như uy hiếp của ta không có hiệu quả. Đinh Thược Dược nhíu mày, nàng muốn nói cái gì đó, đột nhiên, trong mắt La Thiệu Anh đang quỳ dưới đất sinh ra oán độc, sau đó thân hình khẽ động, nàng trực tiếp bóp cổ của Đinh Thược Dược. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người sững sờ. Dương Diệp cũng sững sờ, nữ nhân nổi điên làm gì? La Thiệu Anh người làm cái gì, mau buông Thược Dược ra, bằng không lão phu sẽ diệt Tần gia của ngươi. Lão giả nổi giận. Diệt Tần gia? La Thiệu Anh cười nói điên cuồng.
Tần gia ta hôm nay có khác gì bị diệt. Đinh Thực Dược, ngươi là tiện nhân, con của ta vì ngươi mà chết, mà ngươi lại không báo thù cho hắn. Đã như vậy, ta sẽ tiễn ngươi lên đường cùng con của ta, ha ha. Trong mắt Đinh Thực Dược hiện ra một tia đau thương, trong nội tâm của mợ, nàng vĩnh viễn kém xa con nàng. Nàng không ra tay đối phó Dương Diệp, cũng không phải vì tư tâm, mà nàng phải suy nghĩ vì Đinh gia, bởi vì sau lưng Dương Diệp có quá nhiều người, ngay cả La Tuấn cũng không giết được hắn, Đinh gia làm sao có thể giết hắn. Không chỉ giết không chết, Đinh gia còn có thể bị hắn điên cuồng trả thù, cho nên, nàng mặc dù biết mợ thương tâm, nhưng nàng phải làm ra quyết định có lợi cho Đinh gia. Nhưng nàng không nghĩ tới, nợ nàng lại hận nàng, nội tâm của Đinh Thực Dược hiện tại rất phức tạp. Nghe thấy La Thiệu Anh nói thế, lão giả ngạc nhiên và nói. La Thiệu Anh, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ vì con gái của ngươi sao? Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ nàng cũng không sợ chết sao? Nghe vậy, trong mắt La Thiệu Anh khôi phục một ít thanh tỉnh, nàng liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Liên, cánh tay bóp cổ của Đinh Thực Dược của La Thiệu Anh cũng hạ xuống. Lúc này La Thiệu Anh rất hối hận mình quá xúc động. Lúc trước nghe Đinh Thực Dược nói, nàng biết rõ, Đinh gia không có khả năng báo thù vì con của nàng. Nghĩ vậy, La Thiệu Anh cảm thấy máu huyết sôi trào, sau đó mới làm ra hành động như thế, hiện tại nàng thanh tỉnh lại một ít, nàng mới biết vì sao mình làm ra hành vi ngu như vậy. Hiện tại, hành vi của nàng sẽ hại con gái, còn có thể hại đến cả Tần gia, cũng làm cho tình cảm nhiều năm giữa nàng và Đinh Thực Dược tan thành mây khói. Ngu xuẩn! La Thiệu Anh chậm rãi buông Đinh Thực Dược ra, sau đó thân hình khẽ động, nàng mang theo Tần Liên bay xa. Bên cạnh, lão giả đang muốn đuổi theo, Đinh Thực Dược lại ngăn cản lão giả, nói. Quyền thúc, bỏ đi, cho các nàng đi thôi. Thực Dược, hậu hoạn vô cùng. Lão giả trầm giọng nói. Đinh Thực Dược lắc đầu, nói. Ta không thể ra tay đối phó nàng được, quyền thúc, để cho ta tùy hứng một lần đi. Nghe vậy, lão giả thấp giọng thở dài, hắn không nói thêm lời nào. Dương công tử hiện tại còn muốn đi trung vực. Đinh Thực Dược nói. Dương Diệp vừa chuẩn bị đi, nghe thấy Đinh Thực Dược nói vậy, hắn do dự và nói. Đương nhiên, đừng nói với ta là Đinh cô nương cũng muốn đi. Đinh Thực Dược lắc đầu, nói. Ta đi làm chi, đi chịu chết sao? Ta muốn nói là, Dương công tử phải cẩn thận, bởi vì các tông môn trong loạn ma hải đang tìm kiếm Dương công tử khắp nơi, có lẽ bọn họ đã nhận lệnh từ La Tuấn. Ta biết rõ Dương công tử không sợ, nhưng những tông môn kia liên hợp, Dương công tử muốn bình yên đi tới trung vực là chuyện không cần phải nghĩ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, đúng thế, hắn không sợ những tông môn này, nhưng nếu như những tông môn này cứ quấn quýt lấy hắn, hắn sẽ gặp phiền toái thật lớn. Đinh cô nương có biện pháp nào? Dương Diệp hỏi. Đinh Thực Dược buông buông tay, nói. Không có biện pháp, chỉ có thể chúc Dương công tử một đường thuận buồm xuôi gió. Quyền thúc, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cùng lão giả quay người rời đi. Dương Diệp. Dương Diệp sờ sờ cái mũi, sau đó cười khổ lắc đầu, nữ nhân này đang trả thù, nhưng cũng không gì đáng trách, lúc trước hắn đá người ta một cước, hiện tại lại phế vị hôn phu của người ta. Người ta không báo thù đã không tệ, làm sao có thể giúp đỡ hắn. Sau khi im lặng một lúc, Dương Diệp vung tay phải lên, hắn thả lục kiếm dao ra ngoài. Đây là loạn ma hải. Lục kiếm dao nhìn chung quanh một chút, hỏi. Dương Diệp nói. Lục cô nương, lát nữa ta sẽ đi tới trung vực, người cũng đừng có đi với ta. Tìm cơ hội, chính mình quay trở lại nam vực đi. Mang theo nữ nhân này chính là một vướng víu. Lần này hắn đi cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, không muốn mang theo vướng víu. Hơn nữa bản thân hắn có rất nhiều bí mật, thật sự không muốn mang một người không tín nhiệm bên người. Ngươi cảm thấy ta liên lụy ngươi. Lục kiếm dao tức giận nói. Dương Diệp trợn mắt, nói. Lục cô nương, ngươi không cảm thấy đúng là như vậy sao? Thứ cho ta nói thẳng, lục cô nương ngươi cũng nhìn rõ đối thủ của ta là huyền giả cấp bậc gì, dùng thực lực lục cô nương ngươi. Đi theo ta, chỉ sợ còn chưa tới trung vực đã chết 10 lần. Cho nên, vì an toàn của lục cô nương, kính xin lục cô nương quay về cổ vực thành A. Ta không đi. Lục kiếm dao nhìn Dương Diệp, ngữ khí rất kiên định. Ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Thấy mềm mỏng vô dụng, Dương Diệp chuẩn bị mạnh bạo. Ngươi dám. Lục kiếm dao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nàng như sư tử cái tức giận.
Dương Diệp cười hắc hắc, nói. Lục cô nương, người cảm thấy người là đối thủ của ta sao? Nói khó nghe, nếu ta muốn làm gì ngươi, ngươi có thể làm gì ta sao? Nghe vậy, Lục Kiếm Giao biến sắc, sau đó nàng rút kiếm đặt lên cổ mình. Nói, ngươi, nếu ngươi dám sỉ nhục ta chết cũng sẽ không cho người thực hiện được. Dương Diệp sững sờ, thì ra mình là người như thế trong mắt nữ nhân này. Dương Diệp lắc đầu, nói, Lục cô nương, người muốn đi ra lịch lãm rèn luyện, đây là chuyện tốt, ta cũng đồng ý. Nhưng mà người không nên đi cùng ta không phải gọi là lịch lãm rèn luyện, mà gọi là muốn chết. Ta cũng không hù, dọa ngươi, các tông môn trong loạn ma hải đang tìm ta khắp bốn phía, còn có những sát thủ tôn giả cảnh lúc trước cũng tìm ta. Lục cô nương, ta còn khó bảo vệ bản thân mình, ta làm gì còn sức mà bảo vệ ngươi. Lục Kiếm Giao buông kiếm, trầm mặc. Dương Diệp lại nói, ta đáp ứng phụ thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi hiện tại cũng thấy rõ tình hình. Hiện tại chỉ mới ở loạn ma hải, chúng ta đã bị nhiều người vây giết như thế, nếu như đến trung vực, nơi đó là địa bàn của đỉnh Hán đế quốc, còn không biết có bao nhiêu sát thủ. Cho nên, nghe ta khuyên một câu, Lục cô nương nên trở lại cổ vực thành đi. Nàng chính là con gái của thành chủ cổ vực thành, Dương Diệp không muốn huyên náo quá cứng với nàng. Chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt và vẩy ngược của hắn, bản thân của hắn vô cùng dễ nói chuyện. Lục Kiếm Giao trầm mặc một hồi, sau đó nói. Dương Diệp, người cũng là kiếm tu, người nên biết, ta hiện tại lui về Nam vực đại biểu cái gì. Kiếm tu chúng ta nên dũng cảm tiến tới, không sợ khiêu chiến khó khăn, không phải sao. Đương nhiên, ta cũng biết, ta theo ngươi là liên lụy ngươi, cho nên, ta quyết định, ta muốn tự mình đi tới trung vực, nếu như ta bất hạnh chết đi, đó cũng là truy nẻ của ta, cũng không có quan hệ với Dương công tử. Nói xong. Lục Kiếm Giao chào Dương Diệp, lại nói. Trong khoảng thời gian này đa tạ Dương công tử chiếu cố, tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Lục Kiếm Giao xoay người rời đi. Chậm đã. Dương Diệp nói. Lục Kiếm Giao quay người nhìn Dương Diệp, cho rằng Dương Diệp muốn ngăn cản nàng, nàng cau mày nhìn hắn. Dương Diệp xuất ra 5 tấm phù lục, lại lấy ra 10 viên năng lượng thạch cực phẩm, sau đó đưa cho Lục Kiếm Giao nói. Ta không có lý do gì ngăn cản ngươi, bằng không sẽ ngăn cản kiếm đạo của ngươi. Tuy giữa chúng ta ở chung không phải rất vui sướng, nhưng mà cuối cùng xem như cùng chung hoạn nạn. Những siêu phẩm phù lục và năng lượng thạch cực phẩm này có tác dụng với ngươi, đừng chết, hy vọng có thể gặp lại ngươi tại trung vực. Lục Kiếm Giao sững sờ, nàng tiếp nhận những thứ này, sau đó nhìn Dương Diệp thật sâu, nói. Đa tạ, ta cũng hy vọng có thể gặp ngươi tại trung vực. Nói xong. Nàng không dừng lại đã quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lục Kiếm Giao biến mất trong tầm mắt, đột nhiên Dương Diệp phát hiện, nữ nhân này đã trưởng thành hơn trước kia. Nếu là lúc trước, với tính tình của nữ nhân này, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thu đồ của hắn, thậm chí còn cố tình gây sự một phen. Nhưng mà hiện tại, không chỉ cầm đồ vật còn cảm ơn hắn. Lắc đầu, Dương Diệp biến mất tại chỗ. Muốn đi trước trung vực, nhất định phải cưỡi hái hạm. Bằng không cho dù là cường giả tôn giả cảnh cũng không có khả năng dựa vào phi hành đi tới trung vực. Bởi vì trong khu vực loạn ma hải này có cuồng phong càn quét nhiều năm, thậm chí còn có vòi rồng cùng mưa to. Muôn phi hành, còn chưa bay bao xa đã phải chống cự vòi rồng và mưa to, khi đó sẽ tiêu hao huyền khí cực lớn. Hơn nữa tốc độ hải hạm cực nhanh, cũng không thua tốc độ của cường giả tôn giả cảnh, cho nên Dương Diệp sẽ chọn ngồi hải hạm. Đinh gia, nhà đầu. Ta nhận được tin tức, dường như vị trí của Dương Diệp đã bị các tông môn như Thiên Ma Tông biết rõ. Hiện tại, cả Thiên Ma Tông và 3 tông môn khác đều xuất động cường giả tôn giả cảnh đuổi theo giết Dương Diệp. Hơn nữa trước khi đến trung vực còn phải đi qua vài hòn đảo lớn, trên đó còn có vô số cường giả linh giả cảnh, vương giả cảnh tại mai phục, tình huống Dương Diệp lúc này rất là không ổn. Sau khi trở lại Đinh gia, lão giả được Đinh Thược Dược gọi là Quyền Thúc nói với Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nói, nếu như hắn không thể thoát khỏi những tiểu nhân vật này, vậy hắn dựa vào cái gì đối kháng La Tuấn? Phải biết rằng, sau khi hắn tiến vào trung vực, nói đối địch với cả thế giới còn không đủ. Quyền Thúc, ta biết rõ ý tứ của ngươi, Đinh gia ta hiện tại chỉ có 2 con đường, không phải đầu nhập vào La Tuấn thì chính là kết minh với Dương Diệp, chúng ta đã không thể kết minh với La Tuấn, mà Dương Diệp. Nói đến đây, Đinh Thược Dược trầm mặc một hồi, sau đó mới nói.
Hiện tại, nếu như chúng ta chủ động đi bàn việc kết minh với thế lực sau lưng hắn, Đinh gia ta tất nhiên sẽ bị khinh thị, cũng cực kỳ bất lợi với Đinh gia sau này. Cho nên, chúng ta cần đạt được đối phương tôn trọng và xem trọng, như vậy nhất định phải thanh trừ các tông môn như Thiên Ma Tông, chính thức khống chế cả loạn ma hải. Như vậy, Đinh gia ta mới có đủ quyền nói chuyện tại Nam Vực. Lão giả mỉm cười, nói. Vẫn là Thược Dược người muốn chu toàn, nhưng Dương Diệp muốn đi vào Trung Vực, nếu như không có Đinh gia ta tương trợ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chúng ta cần xuất thủ tương trợ hay không? Dù sao hắn cũng là người của Hiếu Tiên Sinh. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Đinh gia ta sẽ trợ giúp hắn, nhưng sẽ không phải là hiện tại, ta muốn hắn đến cầu Đinh gia ta tương trợ, bằng không chúng ta chủ động giúp người ta, có khả năng người ta sẽ không cảm ơn, còn cảm thấy đây là việc đương nhiên. Lão giả ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, đúng là nên cho tiểu tử kia chút giáo huấn, hắn dám đá ngươi, lại giết Tần Hạo, nếu như chúng ta chủ động đi giúp hắn, không chỉ bị người ngoài xem thường Đinh gia, chỉ sợ những người trong tộc sẽ nói bậy. Làm phiền quyền thúc chú ý tới hướng đi của các tông môn trong loạn ma hải, nếu như phát hiện người sau lưng của bọn họ xuất hiện. Nói tới đây, trong mắt Đinh Thược Dược bắn ra hàn quang, nói. Giết tất cả. Vâng. Muốn đi Trung Vực thì phải ngồi hải hạm trên biển có Đinh gia, còn có mấy đại tông môn, trừ bọn họ ra, trong loạn ma hải còn có thương nhân có. Dương Diệp hiện tại sẽ không đi tìm Đinh gia, ra mặt hắn không có dày như vậy. Mà mấy đại tông môn, hắn cũng không ngu tự đưa mình tới cửa. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ngồi hải hạm của thương nhân. Công tử muốn đi Trung Vực. Trong đại sảnh của Vân Hải Thương Hội, một lão giả hỏi thiếu niên trước mặt. Thiếu niên chính là Dương Diệp, hắn nghe ngóng nhiều nơi, biết được Vân Hải Thương Hội thường xuyên đi tới Trung Vực làm việc buôn bán, hơn nữa nhà này có là nhà duy nhất có được hải hạm không thua Đinh gia và những tông môn kia, cho nên, hắn trực tiếp tìm tới tận cửa. Dương Diệp gật đầu, nói. Giá tiền dễ nói. Lão giả trầm ngâm xuống, hắn khó xử nói. Vân Hải Thương Hội chúng ta đêm nay có một chuyến hàng cần đưa tới Trung Vực, nhưng hàng hóa cực kỳ chân quý, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Cho nên, Dương Diệp xuất ra 30 viên năng lượng thạch cực phẩm đặt ở trên mặt bàn, giọng nói của lão giả dừng lại, trong mắt hiện ra một tia vui vẻ. Thầm nghĩ người này quả nhiên dễ nói chuyện, hắn là quản sự của Vân Hải Thương Hội. Thương hội mỗi lần vận hàng đi tới Trung Vực, hắn bao nhiêu cũng kiếm thêm một chút, đó chính là dẫn người đi Trung Vực. Đương nhiên, hắn cũng không phải mang theo bất cứ người nào, ví dụ cường giả tôn giả cảnh, hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của cường giả loại này, bởi vì cường giả này làm khó dễ trên thuyền, đây tuyệt đối là chuyện phiền toái lớn. Mà thiếu niên trước mắt chỉ là linh giả cảnh, loại người này không có vấn đề gì. Lão giả thu hồi năng lượng thạch cực phẩm, sau đó cười nói. Đêm nay mới công tử đến bến tàu chờ, đến lúc đó ta tự mình dẫn công tử lên thuyền, nhớ kỹ, quá hạn không chờ. Đa tạ. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hắn rời khỏi đại sảnh. Sau khi rời khỏi thương hội, Dương Diệp tìm nơi không người, sau đó lấy ra mấy khối năng lượng thạch siêu phẩm bắt đầu hấp thu tu luyện. Không thể không nói, hắn mình bây giờ vẫn còn quá yếu. Đối với huyền giả cùng giai, cả Nam Vực, trừ An Nam Tĩnh gia, gần như không ai là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là đối thủ của hắn đều là cường giả ngoài tôn giả cảnh. Hắn hiện tại có thể chém giết cường giả tôn giả cảnh, nhưng nhất định phải vận dụng đạo khí. Nếu như không sử dụng đạo khí, hắn có thể chiến thắng cường giả tôn giả cảnh nhưng tuyệt đối không có biện pháp chém giết đối phương. Đặc biệt là cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm giống như Đinh Tược, nếu như không phải có ba người Tiểu Hồng tương trợ, hắn chắc chắn sẽ bại. Dương Diệp không muốn dựa vào ngoại lực, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ có chính mình mạnh mới là mạnh thật sự. Hiện tại hắn chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lượt thuấn không kiếm, thi triển một lần hủy diệt kiếm trận, thi triển một lần thiên địa nhất kiếm. Nói cách khác, một đấu một, hắn có thể đánh nhau với cường giả tôn giả cảnh. Còn nếu có hai gã cường giả tôn giả cảnh liên thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Lúc này đi Trung Vực. Nơi đó là át chủ bài của đỉnh Hán đế quốc, cường giả tôn giả cảnh khẳng định nhiều như chó, khi đó chính mình đối phó thế nào? Khi đó, chính mình đừng nói đi tranh đoạt Kiền Khôn Đồ với La Tuấn, chỉ sợ hắn còn sống hay không cũng là vấn đề. Chính mình đúng là quá yếu. Qua chừng một giờ, bỗng nhiên, ba đạo bóng đen xuất hiện sau lưng Dương Diệp.
Dương Diệp mở hai mắt ra, ba người Tiểu Hồng lập tức báo cáo. Nghe ba người nói, sắc mặt Dương Diệp dần dần trầm xuống. Thiên Ma Tông nhất định sẽ ra tay với hắn, hắn tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, cũng không thể bị động nghênh đón những tông môn kia xuất kích. Cho nên, sau khi tách ra khỏi đám người Đinh Thực Dược, hắn liền phái ba người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hiện tại ba người cũng mang theo tin tức tới. 25 tên tôn giả cảnh, hơn 100 linh giả cảnh, vô số vương giả cảnh, ha ha, đúng là để mắt tới ta, mẹ nó, lão tử là hoàng giả cảnh sao? Phái nhiều người như vậy tới giết ta. Dương Diệp thấp giọng mắng. Vào đêm, Dương Diệp đi tới bến tàu, vừa tới bến tàu, quản sự của Vân Hải Thương Hội đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tại sao hiện tại người mới tới, chế một khắc nữa là thuyền sẽ rời đi? Người quản sự này tức giận nói. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì đó, người quản sự này lại khoát khoát tay, sau đó lôi kéo Dương Diệp đi tới một chiếc thuyền lớn dài mấy trăm trượng, vừa đi vừa nói. Đây vốn là thuyền của thương hội nên cấm người ngoài bước vào, nhưng lão phu nhìn cũng không tệ, lại thấy người vội vã đi tới trung vực, cho nên ta sinh lòng trắc ẩn, từ đó mở một mặt lưới cho ngươi. Hiện tại đột nhiên có thêm một người mới, người trên thuyền sẽ hoài nghi, cho nên lão phu chuẩn bị cho ngươi một thân phận, từ giờ trở đi, ngươi chính là cháu của lão phu, hiểu chưa? Khóe miệng của Dương Diệp co lại, nhìn người nhà của ngươi không tệ. Đó là nhìn năng lượng thạch cực phẩm của hắn không tệ đấy. Dương Diệp gật đầu, nói. Tất cả dựa theo Vân quản sự phân phó là được. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tránh thoát đám Thiên Ma Tông đuổi giết. Nhiều cường giả như vậy, cho dù hắn đã đạt tới tôn giả cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi hắn hiện tại chỉ là một gã linh giả cảnh. Dương Diệp cảm giác thực lực của mình không tệ trong cùng cấp bậc, nhưng hắn không cảm giác mình cũng có thể vô địch trong tôn giả cảnh. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự đại chính là tìm đường chết. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, sắc mặt Vân quản sự nhu hòa hơn rất nhiều, nói. Tầng này là nơi chuyên chở hàng hóa, nơi này có cường giả trấn thủ, người không nên đi qua, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tầng 2 là nơi hạ nhân nghỉ ngơi, người đừng đi vào trong đó, bằng không có thể sẽ xảy ra phiền toái. Về phần tầng thứ 3, nói đến đây, thần sắc Vân quản sự nghiêm túc, nói. Tầng thứ ba là nơi tiểu thư và công tử nghỉ ngơi, ngươi ngàn vạn đừng đi, nếu chọc bọn họ, ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Dương Diệp cười nói. Vân quản sự, như vậy đi, chờ lát nữa ta đi bên cạnh ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào, ta sẽ làm như thế đó, như thế nào. Vân quản sự gật gật đầu, nói. Ân, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, có tiền đồ. Dương Diệp. Hải hạm rất lớn, nó dài tới mấy trăm trượng. Chiều rộng hơn 100 trượng, cao cũng hơn 300 trượng. Chung quanh hải hạm có rất nhiều phù văn, cũng chính nhờ vào những phù văn này, hải hạm mới có thể không dùng nhân lực để thôi động, mà dùng năng lượng thạch. Chỉ cần có năng lượng thạch là có thể thôi động những hải hạm này, về phần tốc độ hải hạm cùng tiêu hao năng lượng thạch thì cứ nhìn vào cấp bậc phù văn trên hải hạm là biết. Những phù văn này trừ thôi động hải hạm ra, còn có phòng ngự trận, cùng với các loại trận pháp công kích. Dù sao trong vùng biển mênh mông này có rất nhiều nguy hiểm. Vân quản sự nói trận pháp phòng ngự rất mạnh, cho dù cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm tấn công cũng không phá được, mà những công kích trận pháp, chỉ cần năng lượng thạch đủ là có thể giết tôn giả cảnh như giết chó. Nghe đến đó, Dương Diệp cảm thấy ngạc nhiên, hải hạm mạnh như thế. Giết tôn giả cảnh như giết chó. Đối với Dương Diệp ngạc nhiên, Vân quản sự đã khinh bỉ Dương Diệp một phen. Nói Dương Diệp lớn lên tại Nam vực nên không có kiến thức, muốn bồi bổ kiến thức cho Tương Diệp, tránh hắn đi trung vực bị mất mặt. Đối với Vân quản sự khinh bỉ, Dương Diệp cũng không phải để ý, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Sau một phen tìm hiểu, Dương Diệp thu hoạch rất nhiều. Hai người nói xong cũng là lúc đi vào hải hạm, lúc hắn lên hải hạm lại bị một tên hộ vệ linh giả cảnh cửu phẩm ngăn lại. Sau khi Vân quản sự nói với người hộ vệ này vài lời, lại cầm hai khối năng lượng thạch cực phẩm cho đối phương lúc này mới mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại cho hai người đi lên hải hạm. Vân quản sự tùy tiện an bài một căn phòng nhỏ cho Dương Diệp, bảo Dương Diệp ở lại bên trong, không nên chạy loạn, sau đó hắn tự mình rời đi. Phòng nhỏ không lớn, bên trong còn đặt một ít đồ vật lẫn lộn, hiển nhiên, đây là căn phòng nhỏ vứt đi. Dương Diệp cũng không thèm để ý, hắn ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào,
chỉ cần có thời gian, hắn sẽ cố gắng tu luyện. Trên thế giới này, thực lực không được sẽ không có cảm giác an toàn. Qua một hồi, đột nhiên, trên hành lang có tiếng bước chân, Dương Diệp nhíu mày, lúc này, cánh cửa mở ra, Vân Quản sự mang theo một người đi vào trong phòng nhỏ. Vân Quản sự dẫn người tới là thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp, thân mặc áo choàng màu xanh da trời. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, thiếu niên hơi sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ nơi này có người. Ân, hai người các ngươi đều ở tại nơi này, không được tùy ý đi đi lại lại, hiểu chưa? Nói xong, Vân Quản sự quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Diệp cùng gã thiếu niên này. Ngẫm lại, Dương Diệp đã hiểu ra, thiếu niên trước mắt cũng giống như hắn, là một người nhập cư trái phép. Nghĩ vậy, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thiếu niên cũng có phần phòng bị Dương Diệp, hắn cách Dương Diệp hơi xa, ánh mắt của hắn vẫn nhìn lên người Dương Diệp. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Dương Diệp mở mắt liếc nhìn đối phương, cuối cùng ánh mắt nhìn ngực của thiếu niên. Dùng thực lực của hắn, chỉ cần nhìn là nhận ra thiếu niên không phải thiếu niên gì, mà là nữ tử giả nam trang. Nhưng hắn không quan tâm, đối phương cũng chỉ đến nhập cư trái phép, mọi người trùng hợp gặp nhau mà thôi. Này, ngươi là người Nam vực sao? Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thiếu niên hỏi. Dương Diệp mở mắt nhìn đối phương, sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi khẳng định biết An Nam tính? Thiếu niên hưng phấn nói. Sắc mặt Dương Diệp hơi biến hóa, thiếu niên lại nói. Có phải nàng vô địch cùng giai hay không? Có phải nàng thật sự có thể chém giết tôn giả cảnh? Còn nữa, có phải nàng nhận được võ thần truyền thừa hay không? Dường như thiếu niên có phần kích động, vô ý thức đi đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy thần sắc đối phương không có gì khác thường, Dương Diệp gật đầu, trong lòng hơi buồn cười, không nghĩ tới thanh danh An Nam Tĩnh lớn như vậy, rõ ràng còn có người sùng bái. Nhưng cũng phải, An Nam Tĩnh với tư cách nữ tử lại không thua kém gì nam tử, có nữ nhân sùng bái cũng là bình thường. Thấy Dương Diệp gật đầu, thiếu niên càng hưng phấn, nói. Tốt, không hổ là người An Tiểu Nam ta sùng bái. Đúng rồi, nghe nói kiếm hoàng Dương Diệp cũng thần phục dưới váy quả lựu của nàng, có thật hay không? Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt, bình tĩnh nói. Người nhận ra Dương Diệp. Có ai tại Nam vực không biết hắn? An Tiểu Nam nói. Không chỉ ở Nam vực, ngay cả loạn ma hải này chúng truyền lưu thanh danh của hắn. Ngay tại Trung vực, hắn cũng có chút danh tiếng. Sau khi ta đến Nam vực đã điều tra về hắn, thực lực của hắn không tệ, không có vũ nhục danh xưng kiếm hoàng, nhưng ta lại khinh bỉ hắn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt An Tiểu Nam lộ ra thần sắc khinh thường. Nghe An Tiểu Nam nói lời phía trước, trên mặt Dương Diệp dần dần vui vẻ, nhưng mà nghe tới câu cuối cùng, nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng lại. Dương Diệp nhìn đối phương, nói. Vì cái gì khinh bỉ hắn? Người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, giết người như ngoé, làm việc đều xem tâm tình chính mình, ý niệm không thuận, không phải giết người thì chính là tàn sát cả nhà người ta. Người như vậy làm sao có thể làm kiếm hoàng, ta thấy, danh xưng kiếm ma rất phù hợp với hắn. Đúng rồi, nghe nói hắn cực kỳ háo sắc, rõ ràng đã có đạo lữ còn đi tìm nữ nhân khác lưu tình, người nói, hắn có đáng bị khinh bỉ hay không? An Tiểu Nam nắm chặt hai đấm, tức giận nói. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sắc mặt biến thành khó coi. Hừ, nếu ta gặp được loại người này, ta sẽ thiến hắn, không thể nhìn hắn tai họa nữ tử trên thế gian. An Tiểu Nam nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Ngươi đánh với hắn chưa? Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Gia gia của ta đánh qua. An Tiểu Nam nói. Phụ thân của ta đánh qua, còn có đại bá của ta, còn có mấy vị thúc thúc của ta. Ân. Có lẽ ca ca của ta cũng đánh qua. Dương Diệp lắc đầu, hắn không quan tâm tới nữ tử này. An Tiểu Nam lại càng hứng thú, nói. Lần này ta chuyên chạy tới Nam vực chính là gặp An Nam Tĩnh, đáng tiếc không gặp được An Nam Tĩnh, thật sự là tức chết ta. Nhưng khá tốt, nghe nói nàng đi Trung vực, hắc hắc, đến Trung vực, ta nhất định có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hỏi nàng một chút, vì sao nàng lợi hại như thế. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, hắn cảm giác hải hạm đã bắt đầu di động. Trong lòng Dương Diệp thở ra một hơi, khá tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không hắn lại tốn thêm thời gian. Hiện tại với hắn mà nói, không thể lãng phí một chút thời gian nào.
Dừng lại ở nơi này lâu hơn một lúc, La Tuấn sẽ có thêm một phần cơ hội đạt được kiền khôn đồ. Nếu để cho đối phương đạt được kiền khôn đồ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật Dương Diệp cũng không muốn mọi chuyện bị động như vậy, nhưng mà không có biện pháp, hiện tại bọn họ già bên có thực lực yếu, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Chẳng qua nếu như đạt được kiền khôn đồ, như vậy bọn họ có thể hóa bị động thành chủ động. Chỉ có điều Dương Diệp biết rõ, muốn đạt được kiền khôn đồ khẳng định phi thường khó khăn, bởi vì Trung Vực là địa bàn của đỉnh Hán đế quốc. Tuy cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với hắn, nhưng mà cường giả tôn giả cảnh người ta nhiều như chó. Hắn hiện tại giết một hai tôn giả cảnh không khó, dù sao hắn có được quá nhiều đạo khí. Nhưng hắn một mình đấu 10, hắn có thể thắng càng nhiều. Tôn giả cảnh sao? Nhất định là không được. Nói tóm lại, thực lực của hắn bây giờ thực quá yếu. Nếu như có thể đạt tới tôn giả cảnh, hoặc là linh giả cảnh đỉnh phong cũng tốt. Bởi vì đạt tới linh giả cảnh đỉnh phong, khi đó hắn cũng không cần lo lắng khi dùng đạo khí giống như hiện tại. Ồ, tại sao ngươi có chút giống Dương Diệp? Đột nhiên An Tiểu Nam nói. Dương Diệp nheo mắt, sâu trong mắt bắn ra hàn quang. Không đúng, tại sao ngươi có thể la ma đầu Dương Diệp chứ? An Tiểu Nam không nhận, nàng lắc đầu chối bỏ, nói. Nghe nói Dương Diệp tính tình cực kỳ quái gở, động một chút là ưa thích giết người, nhìn người có vẻ không thích nói chuyện nhưng mà ta cảm giác được, người làm người không tệ. Ai, người người xem, lớn lên hình dáng ra sao không tốt, hết lần này tới lần khác lại có phần tương tự ma đầu kia, thật sự là. Khóe miệng Dương Diệp co giật, sát ý trong mắt rút đi, nói. Người gặp qua Dương Diệp. An Tiểu Nam lắc đầu, nói. Chưa gặp qua. Nhưng ta từng nhìn bức họa của hắn. Nói xong, nàng lấy ra bức họa đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi xem. Dương Diệp liếc mắt nhìn, nheo mắt, người trên bức họa không phải mình sao. Nhưng hắn trên bức họa lại quá lãnh khốc, sinh ra cảm giác chớ gần. Khoan hãy nói y, ta càng nhìn càng cảm thấy ngươi giống Dương Diệp. An Tiểu Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ta chính là Dương Diệp. Dương Diệp hiếm khi trung thực một hồi, đê. An Tiểu Nam khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, cười một lát, An Tiểu Nam chỉ vào Dương Diệp, nói. Ngươi thật to gan, cũng dám giả mạo ma đầu kia, coi chừng ma đầu kia sẽ biết rõ sẽ lột da rút xương của ngươi đấy, sau đó lại giết sạch người có liên hệ với ngươi. Dương Diệp có điên như vậy sao? Dương Diệp nhịn không được hỏi, hắn biết rõ thanh danh của hắn bất hảo, nhưng mà không nghĩ tới lại nát tới mức này. Đúng vậy. An Tiểu Nam nói. Dù sao khi ta đi vào Nam Vực, mọi người nói đến hắn liền sợ hãi. Đúng rồi, ta còn nghe nói hắn giết sạch toàn bộ Bắc Minh gia tại đế đô, còn không buông tha già trẻ của người ta. Ngươi là người Nam Vực, có lẽ đã bờ qua việc này đúng không? Đây là thật sao? Là thật. Dương Diệp nói. Bỗng nhiên An Tiểu Nam đứng lên, hai đấm nắm chặt, tức giận nói. Ma đầu phát rồ như thế. Nếu để cho An Tiểu Nam ta gặp được, ta không chỉ thiến hắn, còn đánh hắn một trận. An Tiểu Nam ta muốn thay trời hành đạo. Nói đến đây, An Tiểu Nam nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi sẽ ủng hộ ta chứ? Ân, nhất định sẽ, chỉ cần là người trong lòng còn có chính nghĩa, khẳng định sẽ không cho phép loại ma đầu này tiếp tục nguy hại thế gian. Dương Diệp kinh ngạc nhìn An Tiểu Nam trước mắt, thay trời hành đạo. Ủng hộ nàng thiến chính mình. Nếu như không phải nàng mới 17-18 tuổi, hắn còn tưởng rằng đây là Bảo Nhi giả trang. Không cần phải nói, nữ nhân này tuyệt đối tà cháu gái hoặc bà con gái của siêu cấp cường giả. Bằng không thì, người bình thường tuyệt đối không nuôi dạy ra nữ tử hiếm có như thế. Oanh! Đột nhiên, hải hạm rung động thật mạnh, đồ vật trong phòng quay cuồng, An Tiểu Nam thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Dương Diệp cau mày, lúc này, cửa phòng bị mở ra. Vân quản sự đi tới, nói. Chớ khẩn trương, chỉ gặp bão tố cấp 20, sẽ vượt qua nhanh chóng. Oanh! Vân quản sự vừa dứt lời, đột nhiên, cả hải hạm rung mạnh lần nữa, lúc này rung rung càng nghiêm trọng hơn lần trước, làm cho người ta cảm giác hải hạm đang quay cuồng. Dương Diệp cau mày, đây tuyệt đối không phải bão tố, mà là hải hạm đã bị công kích. Sắc mặt vân quản sự tái nhợt, nói. Các ngươi ở chỗ này, đừng đi loạn. Ta đi xem. Dương Diệp cùng An Tiểu Nam liếc nhau, sau đó hai người không hẹn. Mà cùng đi ra khỏi phòng nhỏ. Bong thuyền hải hạm.
một nữ tử dùng lụa mỏng che mặt cùng một gã thanh niên đứng trên thuyền, ánh mắt hai người ngưng trọng. Phía sau bọn họ còn có mười mấy thị vệ, trong đó bốn gã cường giả tôn giả cảnh, còn lại đều là cường giả linh giả cảnh. Nhưng sắc mặt của bọn họ hiện tại rất nghiêm trọng, bởi vì phía trước hải hạm là một con hải ngư khổng lồ. Hải thú tôn giai, phi xa. Tỷ, phi xa đều hoạt động trong biển sâu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh niên bên cạnh cô gái che mặt hỏi. Ta cũng không rõ, có lẽ có người muốn ra tay với hàng hóa của Vân Hải Thương hội chúng ta. Cô gái che mặt nói. Làm sao có thể? Thanh niên khó hiểu nói. Diệp gia ta tới loạn ma hải buôn bán, chúng ta đã bắt chuyện với Đinh gia và các tông môn, tại sao bọn họ lại đánh chủ ý lên chúng ta chứ? Chẳng lẽ nói, là người khác đánh chủ ý lên chúng ta sao? Cô gái che mặt lắc đầu, nói. Bất kể là ai, chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Vân Thúc, làm phiền người giải quyết con súc sinh kia. Không nên lưu người sống, ta muốn nhìn, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt ra tay với hải hạm của Vân Hải Thương hội, đúng là chán sống mà. Hắc hắc, xem lão phu. Lão giả sau lưng cô gái che mặt xuất hiện trên đầu phi xa, cổ tay lão giả khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, tay phải vung lên, vô số đạo kiếm quang rơi xuống như mưa. Trong chốc lát, kiếm quang sáng chói mắt như mặt trời trong bóng đêm. Kiếm quang bao phủ phi xa, rất nhanh, phi xa gào thét thảm thiết nhưng lại chưa chết, ngược lại còn phun ra một cột nước dài 10 trượng về phía lão giả. Lão giả không dám khinh thường, đôi tay đánh mạnh vào vòi nước, một đạo kiếm khí dài hơn 10 trượng đánh thẳng vào cột nước. Oanh! Cả vùng biển như sôi trào nhấc lên sóng biển cao vài chục trượng, nhưng hải hạm chỉ rung chuyển mà thôi. Kiếm đạo của Vân Thúc lại mạnh hơn, hắc hắc, nghe nói Nam vực có kiếm hoàng, ta cảm thấy kiếm hoàng nhìn thấy kiếm pháp của Vân Thúc, hắn còn mặt mũi gọi là kiếm hoàng hay không? Thanh niên bên cạnh cô gái che mặt cười nói. Cô gái che mặt nhìn sang thanh niên, nói. Ta biết rõ ngươi không phục Dương Diệp, muốn tỉ thí với hắn, đối với chuyện này, ta cũng ủng hộ, nhưng mà nhớ không nên chủ quan, Mục Quân cũng chết trong tay hắn, ngươi cảm thấy hắn là thế hệ hư danh nói chơi sao? Trên đời này, rất nhiều người đều chết do bản thân chủ quan và khinh địch, sư tôn đã nói đạo lý kia vô số lần, người còn không nhớ được sao? Thanh niên có phần sợ cô gái che mặt, hắn không dám nói nữa. Không chung, sắc mặt lão giả ngưng trọng, hắn biết rõ, hắn đã đánh giá thấp hải thú tôn giai trước mặt. Đối phương phòng ngự còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, tuy kiếm khí của hắn đánh trúng đối phương nhưng lại không thể tạo thành tổn thương thực chất lên đối phương. Sau khi trầm ngâm, huyền khí trong cơ thể lão giả điên cuồng khởi động, hắn biết rõ, hắn nhất định phải chăm chú. Đúng lúc này, không gian phía trên phi xa rung động, ngay sau đó, 20 trung niên và một nữ tử xuất hiện trên đỉnh đầu phi xa. Cùng lúc đó, chung quanh hải hạm của Dương Diệp có 4 hải hạm không kém gì hải hạm của Vân Hải Thương hội vây quanh, tất cả đều là cường giả linh giả cảnh. Nhìn thấy cảnh này, lão giả Vân Thúc giật mình, phía dưới, sắc mặt cô gái che mặt thay đổi. Bởi vì 20 tên trung niên trên đầu phi xa đều là cường giả tôn giả cảnh. Người trên hải hạm của Vân Hải Thương hội như lâm đại địch. Các ngươi là người phương nào? Cô gái che mặt trầm giọng nói. Một người trung niên đi tới 2 bước, hắn nói. Tại hạ tứ trưởng lão Thiên Ma Tông, chúng ta tới đây không có ác ý với quý thương hội. Chúng ta chỉ muốn quý thương hội giao ra một người, giao ra người này, chúng ta lập tức rời đi, quyết không quấy rối quý thương hội. Vân Hải Thương hội có chút địa vị tại Trung vực, đám người Thiên Ma Tông không muốn đắc tội đối phương. Người phương nào? Cô gái che mặt nói. Trung niên mỉm cười, sau đó nhìn vào hải hạm của Vân Hải Thương hội, nói. Dương Diệp, không cần ẩn nấp, chúng ta đã xuất hiện tại đây, cũng đại biểu chúng ta nắm chắc biết rõ ngươi đang ở nơi này. Nơi này không phải phạm vi thế lực của Đinh gia, hôm nay không ai có thể bảo vệ ngươi, đi ra ngoan ngoãn chịu chết đi, yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi chết khó coi, dầu gì ngươi cũng là kiếm hoàng mà. Dương Diệp, kiếm hoàng. Mọi người sững sờ. Bên cạnh Dương Diệp, An Tiểu Nam ngơ ngác, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nàng kêu lớn và lui về phía sau vài chục bước, chỉ vào Dương Diệp, rung giọng nói. Ngươi chính là đại ma đầu, ngươi. Dương Diệp trợn mắt, lắc đầu với nữ nhân này. Hắn khôn y đi quản nữ nhân trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng đã thoát khỏi đám người này, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện.
Trương ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi vào bong thuyền. Cô gái che mặt cùng thanh niên kia hiếu kỳ nhìn Dương Diệp, đặc biệt là thanh niên kia, trong mắt trừ hiếu kỳ ra còn có hưng phấn cùng chiến ý. Này! Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng Dương Diệp có giọng nói của An Tiểu Nam vang lên, Dương Diệp quay người nhìn lại. An Tiểu Nam do dự, nói. Đại ma đầu, nếu lát nữa ngươi chết, ta, xem chút tình nghĩa chúng ta tán ngẫu với nhau, ta sẽ nhặt xác giúp ngươi. Cơ bắp trên mặt Dương Diệp co giật, hắn lườm An Tiểu Nam, hắn quyết định không nói chuyện với nữ nhân này, bởi vì hắn không thể nói chuyện bình thường với nàng. Dương Diệp quay người, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn bước đi hai bước, hộp kiếm màu xanh ra trời xuất hiện sau lưng, cửu u kiếm vũ cũng hiện ra trên lưng hắn. Nghe đồn Dương Diệp có được thiên địa linh vật và một thanh đạo khí cực kỳ lợi hại, xem ra, hắn thật sự là kiếm hoàng không giả. Bên cạnh cô gái che mặt, thanh niên kia hưng phấn nói một câu. Ha ha, không hổ là kiếm hoàng, đối mặt với nhiều cường giả tôn giả cảnh lại lạnh nhạt bình tĩnh không biến sắc. Quả nhiên làm ta cảm thấy xấu hổ, phải biết rằng, năm đó khi ta bằng ngươi, lúc đối mặt cường giả tôn giả cảnh đã không dám nói thành lời. Trung niên nhân nói. 20 cường giả tôn giả cảnh, trong đó có 4 tôn giả cảnh ngũ phẩm, chậc chậc, đội hình như vậy, thiên ma tông ngươi, không, phải nói là Tuấn đúng là để mắt tới ta. Dương Diệp nói, không có biện pháp, mặc dù các hạ chỉ là linh giả cảnh, nhưng mà tôn giả cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhân chủ phái nhiều người chúng ta đến đây như vậy, tự nhiên là muốn nhất kích tất sát, không muốn cho các hạ có bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, các hạ tự sát đi, như thế nào? Nếu chúng ta ra tay, đường đường kiếm hoàng có khả năng thi cốt vô tồn. Trung niên nói. Dương Diệp liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh hải hạm đều có một tên cường giả tôn giả cảnh. Trong đó có 4 gã tôn giả cảnh ngũ phẩm, 1 gã tôn giả cảnh lục phẩm, còn lại đều là tôn giả cảnh nhất phẩm đến tứ phẩm. Ở bên ngoài còn có 3 hải hạm, 3 chiếc hải hạm có vô số linh giả cảnh. 20 tên tôn giả cảnh, trên 100 linh giả cảnh. Đội hình như thế, hắn trốn thế nào? Vào lúc này, trong lòng Dương Diệp sinh ra cảm giác vô lực. Địch nhân, quá nhiều, quá mạnh mẽ, mà chính mình lại quá yếu. Không tự sát, ta sẽ không khách khí. Nguyên Ngạn nâng tay lên. Chậm đã. Đúng lúc này, thanh niên bên cạnh cô gái che mặt đột nhiên đứng ra. Dương Diệp nhìn sang tên này, sau đó lại nhìn nữ tử bên cạnh, hắn nở nụ cười quỷ dị. Cô gái che mặt cau mày, nói. Ngươi làm cái gì? Không chung, Nguyên Ngạn nói. Diệp công tử, đây là chuyện của chúng ta và Dương Diệp, mong Diệp công tử không nên nhúng tay. Nam tử cười cười nói. Tiền bối yên tâm, ta không có muốn bảo vệ Dương Diệp này. Vãn bối nghe nói Dương Diệp là kiếm hoàng đương đại, kiếm đạo vô song, là thanh niên có kiếm đạo mạnh nhất trong cùng thế hệ. Đối với chuyện này, Diệp lương thần ta rất không phục. Hôm nay gặp được, vừa vặn muốn tỉ thí cùng hắn một chút, dù sao lát nữa hắn chết rồi, ta sẽ không có cơ hội. Cho nên, mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Ngươi muốn khiêu chiến Dương Diệp. Nguyên Ngạn kinh ngạc nói. Thanh niên gật đầu nói. Tự nhiên, Nguyên Ngạn nhìn người chung quanh, hắn biết rõ, gia hỏa trước mặt muốn mượn Dương Diệp thượng vị. Nếu như Dương Diệp bị hắn giết, hoặc là đánh bại Dương Diệp. Như vậy tên này sẽ nổi danh khắp Nam vực cùng với loạn ma hải. Nhưng hắn có thể thắng Dương Diệp sao? Hắn không tin Diệp Lương Thần có thể chiến thắng Dương Diệp, bởi vì nếu như Dương Diệp dễ chiến thắng như vật, nhân chủ cũng không phái nhiều người tới đây như vậy. Kính xin tiền bối cho Vân Hải Thương hội bộ mặt, thành toàn vãn bối. Dù sao mặc kệ vãn bối thắng hay thua, Dương Diệp đều chạy không thoát, không phải sao? Diệp Lương Thần lại nói. Nguyên Ngạn trầm ngâm xuống. Sau đó nói, Diệp công tử đã có lòng tin như vậy thì mời. Nhưng ta phải nhắc Diệp công tử, Dương Diệp cũng không phải hư danh nói chơi, mong rằng Diệp công tử cẩn thận. Đa tạ tiền bối thành toàn. Diệp Lương Thần gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, cô gái che mặt ngăn trước mặt Diệp Lương Thần, nói. Người điều tra qua hắn, biết rõ tính cách của hắn, người rất có thể sẽ chết. Diệp Lương Thần trợn mắt, nói. Tỷ, ngươi không tin vào đệ đệ của mình sao? Ngươi xem thật kỹ đi, đợi tí nữa xem đệ đệ của ngươi đánh ngã kiếm hoàng thế nào. Nói xong quay người nhìn về phía Dương Diệp, cùng lúc đó,
một thanh trường kiếm nằm trong tay của hắn, nói. Dương Diệp, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay rốt cục có thể được như nguyện. Đến đây đi, xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, để cho Diệp Lương Thần ta xem cái gọi là kiếm hoàng mạnh bao nhiêu. Dương Diệp nói, ta có lựa chọn sao? Không có, ha ha. Nói xong, Diệp Lương Thần cầm kiếm vung lên, nước biển quanh hải hạm quay cuồng, ngay sau đó, vô số nước biển hóa thành sóng nước đầy trời. Chậc chậc, không nghĩ tới thiếu gia lại tu hành hải lãng kiếm quyết tới mức này. Phải biết rằng này hải lãng kiếm quyết chính là kiếm kỹ thiên giai trung phẩm. Tiểu thư hiện tại có thể yên tâm chưa? Lão giả bên cạnh cô gái che mặt cười nói. Hải lãng kiếm quyết này, thiếu gia đã nắm giữ chín thành hỏa hầu, hiện tại lại đang ở trên biển, uy lực của hải lãng kiếm quyết mạnh hơn không ít, ta nghĩ, tuy thiếu gia là linh giả cảnh thất phẩm, nhưng hiện tại tôn giả cảnh cũng khó tiếp chiêu của hắn. Hắc hắc, ta đúng là muốn xem một chút, Dương Diệp ứng phó chiêu này của thiếu gia như thế nào. Cô gái che mặt không nói gì, nàng chỉ nhìn Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Dương Diệp rất bình tĩnh, cũng không muốn thi triển kiếm kỹ gì, Dương Diệp càng như vậy, nội tâm của nàng càng bất an. Dương Diệp không có để ý tới uy thế của Diệp Lương Thần thi triển kiếm quyết, ánh mắt chỉ nhìn cô gái che mặt và Diệp Lương Thần, giống như đang suy nghĩ gì đó. Mà ở sau lưng Dương Diệp, An Tiểu Nam hưng phấn nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy hiếu kỳ và hưng phấn. Hải lãng kiếm quyết. Đúng lúc này, Diệp Lương Thần quát chói tai, cổ tay xoay chuyển, sóng nước hóa thành vòi rồng bắn về phía Dương Diệp. Diệp Lương Thần cũng lướt theo vòi rồng lao thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn vòi rồng khắp nơi, Dương Diệp khẽ lắc đầu, kiếm kỹ này rất không tồi, Diệp Lương Thần tu luyện cũng không tệ, nhưng mà đáng tiếc không có kiếm ý gia trì, không có kiếm ý gia trì, với hắn mà nói uy hiếp cũng không lớn. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn không có động tác, Diệp Lương Thần mỉm cười quỷ dị. Sau một khắc, trong mắt Diệp Lương Thần hiện ra một tia tinh quang, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, hắn lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, một luồn lực lượng đáng sợ bao phủ Dương Diệp. Kiếm ý thất trọng. Mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người không nghĩ tới gia hỏa nhìn không đáng tin cậy lại có kiếm ý thất trọng. Càng không có nghĩ tới gia hỏa thần kinh không ổn định lại mạnh như thế. Đặc biệt là đám người cô gái che mặt, lúc này bọn họ phi thường ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Lương Thần vốn chỉ có kiếm ý lục trọng mà thôi, không ngờ. Nói cách khác, Diệp Lương Thần đã ẩn giấu thực lực. Nghĩ vậy, cô gái che mặt tươi cười. Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, kiếm ý thất trọng, gia hỏa trước mặt cũng là thiên tài kiếm đạo giống lục kiếm giao. Chỉ cần không đạt tới bát trọng, kiếm ý mạnh hơn nữa cũng không làm gì được Dương Diệp. Không do dự, Dương Diệp quyết đoán ra tay, một tia sáng đỏ phóng lên trời. Tia sáng chém thẳng vào vòi rồng đang lao tới. Kiếm ý bát trọng. Đồng tử Diệp Lương Thần co rụt lại, hắn biết rõ Dương Diệp có kiếm ý bát trọng, nhưng hắn không nghĩ tới kiếm ý bát trọng lại mạnh như thế, còn mạnh hơn kiếm ý thất trọng không biết bao nhiêu lần. Diệp Lương Thần áp chế sợ hãi trong lòng, cổ tay hắn khẽ động, trường kiếm lại đánh thẳng vào Dương Diệp. Mà đúng lúc này, Diệp Lương Thần kinh hãi phát hiện, Dương Diệp ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất. Diệp Lương Thần khiếp sợ, hắn vừa định tránh ra, đáng tiếc đã muộn, chẳng biết lúc nào Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng hắn, một thanh kiếm đã đặt lên gáy của hắn. Diệp Lương Thần mặt xám như tro, hắn bại quá khó hiểu. Mọi người ngây ra như phỗng. Diệp Lương Thần ta không phục. Câm miệng. Dương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía cô gái che mặt, nói. Mở đại trận công kích ra, cũng đánh đám người chung quanh thành cặn bã cho ta. Mọi người sững sờ lần nữa. Trường kiếm của Dương Diệp vung lên, sau lưng Diệp Lương Thần xuất hiện một lỗ kiếm đẫm máu, Diệp Lương Thần đổ mồ hôi lạnh, hắn cũng không hét lên, bởi vì hắn hiểu, hắn là con tin. Dương Diệp nhìn cô gái che mặt, hắn vung tay lần nữa, trên người Diệp Lương Thần lại xuất hiện kiếm động, nói. Còn không mở ra đại trận công kích, tiếp theo chính là đầu của đệ đệ ngươi dọn nhà. Cô gái che mặt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nàng khó coi. Nàng biết rõ, Dương Diệp đang dùng đệ đệ của nàng uy hiếp nàng, làm cho nàng lợi dụng trận pháp trên hải hạm và lực lượng Vân Hải Thương Hội đến giúp hắn. Động thủ. Không chung, đám người Nguyên Ngạn đang quan sát, bọn họ lập tức ra tay. Phía dưới, Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, cô gái che mặt đột nhiên quát lớn. Mở trận pháp, tất cả mọi người ra tay,
ngăn cản bọn người Thiên Ma Tông. Nàng tuy hận không thể chém giết Dương Diệp, nhưng nàng không thể không làm theo lời Dương Diệp, bởi vì nàng tin tưởng, nếu như nàng tại do dự, đầu của đệ đệ nàng sẽ dọn nhà. Nghe cô gái che mặt nói thế, đám người sau lưng nàng do dự, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt ác liệt của nàng, mọi người không dám do dự, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào phù văn trên hải ham, lập tức, từng tia sáng chói mắt phóng lên trời. Sắc mặt đám người Nguyên Ngạn thay đổi, bọn họ không dám ngạnh kháng những tia sáng kia, thân hình lóe lên liên tục, thối lui ra sau hơn trăm trượng. Những người không kịp chạy trốn đều bị đánh nát thân thể. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, lần này hắn thành công. Diệp tiểu thư, người làm cái gì? Sắc mặt Nguyên Ngạn cực kỳ khó coi, sớm biết như vậy, hắn sẽ không cho Diệp Lương Thần sâu lâu cùng Dương Diệp. Cô gái che mặt không có để ý tới Nguyên Ngạn. Vung tay lên, trên trăm miếng năng lượng thạch cực phẩm rơi vào rãnh khắp con thuyền, lập tức, một màn sáng bao trùm cả hải hạm. Dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Cô gái che mặt quát lớn. Nói xong, hải hạm lướt đi cả ngàn trượng như mũi tên rời cung. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm mà cô gái che mặt ném ra úc trước đã hóa thành cho tàn, nàng lại lấy thêm để bổ sung. Quá tiêu hao năng lượng thạch cực phẩm. Cho dù là Dương Diệp cũng cảm giác đau lòng, nhưng khá tốt, không phải tiền của hắn. Nhìn hải hạm của Vân Hải Thương Hội biến mất ở phương xa, sắc mặt đám người Nguyên Ngạn khó coi tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện không có sơ hở tí nào lại biến thành như vậy. Đuổi theo, hải hạm cực kỳ tiêu hao năng lượng thạch, bọn họ chèo trống không bao lâu. Nguyên Ngạn trầm giọng nói. Mọi người gật gật đầu, sau đó trực tiếp xé rách không gian đuổi theo đám người Dương Diệp. Trên hải hạm của Vân Hải Thương Hội, bốn gã cường giả tôn giả cảnh vây quanh Dương Diệp. Lúc này, đám người Vân Hải Thương Hội cũng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nếu như không phải Diệp Lương Thần còn nằm trong tay Dương Diệp, chỉ sợ bọn họ đã lao lên đồng loạt. Dương công tử, có thể thả đệ đệ của ta ra chứ? Cô gái che mặt nói. Dương Diệp nhìn đám người chung quanh, nói. Diệp cô nương, hiện tại ta thả đệ đệ của ngươi, các ngươi nhất định sẽ đồng loạt xông lên. Đúng không? Còn nữa, cho dù các ngươi không ra tay, các ngươi cảm thấy ta có thể tránh được đám người sau lưng đuổi giết hay sao? Cho nên, ta hy vọng Diệp cô nương nên đưa ta tới nơi an toàn. Dương Diệp, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Lương Thần tức giận nói. Chính ngươi gây tai họa, dựa vào cái gì bắt chúng ta chùi đít cho ngươi? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chính ngươi đi giải quyết đi. Xuy. Trên ngực Diệp Lương Thần xuất hiện kiếm động, một vòi máu tươi bắn ra ngoài, sắc mặt Diệp Lương Thần tái nhợt hơn trước vài phần. Dương Diệp, ta không phục, có bản lĩnh thả ta ra, chờ ta dưỡng thương tốt, chúng ta tranh tài công bình một hồi. Diệp Lương Thần tức giận nói. Còn không câm miệng, ta sẽ chặt cánh tay dùng kiếm của ngươi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Lương Thần, đối phương lập tức câm miệng, bởi vì hắn không muốn cụt tay. Dương công tử. Năng lượng thạch cực phẩm của chúng ta không đủ để chèo chống chúng ta dùng tốc độ này đi tới trung vực. Hơn nữa, trận pháp phòng ngự trên hải hạm chúng ta hiện tại cần tiêu hao 100 viên năng lượng thạch cực phẩm một khắc. Cho nên, nếu Dương công tử muốn mạng sống, tốt nhất nên rời khỏi hải hạm. Nơi này là biển rộng mênh mông, dùng thực lực của Dương công tử, có lẽ còn có một đường cơ hội. Cô gái che mặt nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Diệp tỷ đừng lừa dối ta. Nơi này là biển rộng mênh mông vô biên vô hạn, trên biển lại có hải thú thần bí, nếu ta rời khỏi hải hạm, tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Không có biện pháp, chỉ có thể mời Diệp tỷ hộ tống ta đến nơi an toàn. Ta bất lực. Cô gái che mặt nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp cười cười, kiếm trong tay đặt lên cổ Diệp Lương Thần, nói. Diệp cô nương, người có, đúng không? Hắn hiện tại đương nhiên không thể thả Diệp Lương Thần. Chỉ cần thả Diệp Lương Thần, không cần đám người phía sau lao tới, người Vân Hải Thương Hội sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương công tử, mặc dù mọi người đều biết ngươi tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn, nhưng mà ta biết rõ, Dương công tử là người ân oán rõ ràng, người giết chết người đều là kẻ trêu chọc ngươi trước. Dương công tử, Vân Hải Thương Hội ta không có trêu chọc ngươi mà. Ngươi làm như vậy là không có đạo nghĩa. Cô gái che mặt nói. Không có trêu chọc. Dương Diệp cười cười, nói. Diệp cô nương, chẳng lẽ ngươi quên, là đệ đệ của ngươi ra tay với ta trước,
Ngươi cũng không bảo hắn đừng tổn thương ta, tất cả mọi người là người biết chuyện, hắn sở dĩ không có thương tổn đến ta, đó là vì thực lực của hắn mà thôi. Cho nên, Diệp cô nương, kính xin ngươi đừng nói nhảm, bằng không thì, đệ đệ của ngươi sẽ chết. Cô gái che mặt nói. Dương công tử, muốn ngăn cản những cường giả tôn giả cảnh kia cần đại lượng năng lượng thạch cực phẩm khởi động trận pháp phòng ngự cùng trận pháp công kích, nhưng hiện tại chúng ta không có năng lượng thạch cực phẩm. Qua nửa khắc đồng hồ, trận pháp phòng ngự cùng trận pháp công kích sẽ mất đi hiệu lực, cho nên, Dương công tử thật sự muốn mạng sống, ngươi tốt nhất nên rời khỏi hải hạm, bằng không thì, cho dù ngươi giết đệ đệ của ta, ta cũng không có biện pháp. Dương Diệp nhìn cô gái che mặt nửa ngày, không có ra tay giết Diệp Lương Thần. Hắn biết rõ, nữ nhân này nói không giả, dù sao không phải ai cũng giống như hắn, có thể dùng năng lượng thạch cực phẩm như hòn đá. Trầm ngâm một lúc. Dương Diệp vung tay phải lên, 100 viên năng lượng thạch cực phẩm rơi xuống trước mặt cô gái che mặt, nói. Ta bỏ ra năng lượng thạch, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm gia tăng tốc độ, để cho ta đi tới trung vực là được. Tốt nhất đừng có đùa giỡn bịp bợm, bằng không đệ đệ của ngươi sẽ chết. Cô gái che mặt ngạc nhiên, tiện tay xuất ra 100 viên năng lượng thạch cực phẩm, cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra. Dương Diệp trước mắt lại giàu có như thế làm cho nàng ngạc nhiên. Không có lựa chọn, nàng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Dương Diệp mà làm. Hiện tại có thể thả ta ra chứ? Diệp Lương Thần nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, lúc này hắn rất biệt khuất, bởi vì hắn không nghĩ tới, hắn bại trong một chiêu. Bại trong một chiêu quá đả kích hắn. Đừng có nói vấn đề ngu xuẩn như thế được không? Dương Diệp nói. Dương Diệp, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Lương Thần giận không thể nuốt. Dương Diệp áp sát kiếm đặt lên cổ Diệp Lương Thần, nói. Ta khi dễ ngươi thì thế nào? Ngươi! Diệp Lương Thần có xúc động thổ huyết. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Diệp quay đầu, nhìn mấy bóng người đang tiếp cận hải hạm. Mấy người kia chính là đám người Nguyên Ngạn, nhìn thấy mấy người đuổi theo không thả, Dương Diệp đã phát cáu. Tâm niệm vừa động, Phược Tiên Thằng trên cổ tay cuốn lấy cổ Diệp Lương Thần, tay trái kéo Phược Tiên Thằng, phải tay nắm lấy Thuấn Không Kiếm. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp khởi động. Dương Diệp, ngươi muốn điều gì? Khóe miệng Diệp Lương Thần co quắp, hắn rất trung thực, hiện tại hắn đã sợ hãi Dương Diệp. Bởi vì gia hỏa trước mặt có thể động thủ bất cứ lúc nào, bộ dạng Dương Diệp hiện tại là chuẩn bị động thủ. Lúc này hắn đã hối hận lúc trước mạnh miệng, hắn chỉ hy vọng Dương Diệp không nên nổi điên siết cổ của hắn. Dương Diệp, chúng ta đã tạm theo lời ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lão giả bên cạnh cô gái che mặt tức giận nói. Cô gái che mặt nhắm mắt lại, trong mắt sinh ra sát ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.